Bị ta tìm thấy rồi. Tuyết Sơn Tứ Sát, ngươi cởi trói cho ta nhanh. Ta tưởng chúng ta bắt được cao thủ nào, hóa ra là tên tiểu tử thối và một tiểu nha đầu. Đi nhanh lên. Không ngờ các người đuổi theo nhanh như vậy. Ta đã nói rồi, còn ta đây, ta sẽ không để bọn chúng đụng đến ngươi. Đây là Tuyết Sơn Tứ Sát, chuyên làm nhiệm vụ sát nhân cho Tiêu Cục Tam Thông, chưa hề thất bại. Ở chỗ này có ba người, chắc chắn còn một người đang ở chỗ chúng ta không nhìn thấy. Nếu đã biết bọn ta là Tuyết Sơn Tứ Sát, thế thì đừng nói những lời vô nghĩa nữa, hãy mang tính vật ra đây. Đây là việc giữa ta và các ngươi, không liên quan đến cô ta. Hãy để cô ta đi đi, đừng phí lời nữa. Tính vật đâu, giao ra đây. Ai dám động vào hắn, ta sẽ giết kẻ đó. Hãy đứng sau lưng ta, đừng đi đâu cả. Xông lên. Ngươi đi nhanh đi, bọn họ sẽ không lấy mạng ta. Cứ xem như ngươi giỏi giỏi đi, cũng đừng hòng thoát khỏi tay Tứ Sát này. Trương Đại Can, không sao chứ? Chúng ta phải mang cái xác giấu đi, nếu không may bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Bên này, hãy đưa tín vật ra đây, nếu không tất cả đều phải chết. Mang mạng ra đây. Trời đất trở nên lạnh giá, bị giam hãm giữa ánh sáng và bóng tối. Nụ cười không bao giờ tắt của nàng, sáng chói như dải ngân hà. Không thể thôi yêu nàng. Những kỷ niệm luôn ở trong ta. Ánh sáng sau cơn mưa chói lóa rực rỡ, đó chính là nàng. Cũng chính là lúc ta thấy nàng. Ta cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp lại chàng. Muốn bỏ rơi giảng công tử của nàng ư? Đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi ư? Huynh đi hắc vũ lĩnh giải độc, ta đi Liêu Đông giúp huynh giải quyết mọi việc. Tại sao huynh không nghe lời? Ai bàn bạc với nàng chứ? Rõ ràng là nàng bỏ rơi ta.
còn cho ta uống thuốc mê nữa. Nàng biết nàng có tội gì không? Xin lỗi. Huynh bệnh nặng như vậy, lại luôn suy nghĩ về việc ở Liêu Đông, nên đây là cách mà ta nghĩ sẽ tốt nhất. Ta đến tìm nàng cũng chính là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ được. Còn tính mạng của huynh thì sao? Huynh sẽ chết. Ta đã từng hứa với nàng, nếu có chết cũng phải chết dưới tay nàng. Giản công tử. Trương đại ca, sao ngươi đến đây? Một vài câu không nói hết được. Ta và Triển cô nương chịu sự ủy thác của Dương lão đại đến cứu vị tiểu huynh đệ này. Ta là mật sứ của Dương lão đại, đa tạ các vị đã tương trợ. Tại hạ Dạn Bất Tri của Thần Cơ Cốc. Thì ra là thiếu cốc chủ của Thần Cơ Cốc. Nghe danh đã lâu, nhưng đây không phải là nơi có thể nán lại lâu. Chúng ta nên đưa xác đến một nơi an toàn, nếu không phó lão nhị sẽ phát hiện ra. Được, giết nó đi. Không ngờ rằng ngươi có thể đuổi đến đây. Ngươi chính là phản đồ, ta phải bắt ngươi về. Nếu như kẻ truy kích dùng ám khí, phải dùng gỗ và tường để ngăn cách hắn ở đằng sau, để hắn không phóng được ám khí. Quan trọng là cố hết sức tránh và ẩn nấp để không đụng phải, bởi đằng sau rất có thể có mai phục. Triển thập nhị, Triển thập thất, những thứ ta dạy ngươi đều quên rồi sao? Kẻ đuổi theo ngươi đều bị ngươi giết rồi. Hơn nữa số tinh anh của Triển bộ đều chết trong tay ngươi. Nếu ta là Triển tứ đại nhân, chắc cũng sẽ phái một người có thể nắm chắc đến. Ta sớm đã nghĩ đến ngươi. Giết người phải trước khi đối phương ăn cơm. Như vậy đối phương đánh đến khi đói sẽ không đánh nổi nữa. Đây cũng là do người dạy ta. Đáng tiếc, đáng tiếc cho con cá nướng của ngươi. Muốn chết à? Vĩnh viễn đừng để phía sau có người. Cho dù là ngươi có thể tin tưởng, mỗi khi ra tay, đừng để cho đối phương có cơ hội giật dậy. Mỗi chiêu thức của ta đều là do ngươi dạy. Muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Ngươi hà tất gì như vậy? Võ công càng cao, đánh lén càng phải nắm chắc. Xem ra ngươi rời khỏi Triển bộ quá lâu, bị nhiễm dáng vẻ thư sinh ở trên giang hồ rồi. Sửa lại một chuyện, hôm nay ta không phải đến giết người. Chính là vừa rồi ta nhận được bồ câu đưa thư của Triển tứ đại nhân. Ngài lệnh cho ta dừng nhiệm vụ truy sát ngươi, đổi thành đi giết một người khác. Vận khí của chúng ta đều rất tốt, ngươi có thể sống sót. Ta cũng không cần giết đồ đệ của ta. Ngươi định thả ta đi? Triển thập thất, ngươi không đi xa được đâu. Con người đều không thoát khỏi vận mệnh của bản thân. Triển bộ chính là số mệnh của ngươi. Công cụ giết người có mạnh thế nào, ngươi dạy ta giết người thế nào. Mà ta lại chỉ muốn làm người. Ta có nhiệm vụ mới cần làm, không tiện ở lâu. Ta phải đi Vịnh Đỗ Quyên giết một kẻ tên Dạng Bất Tri. Tốt nhất là ngươi sống lâu một chút. Cá nướng không tồi. Hôm nay các ngươi không đi được. Giảng huynh, ra sau lưng ta đi.
Triệu huynh, huynh trở nên lợi hại như thế từ bao giờ? Triệu huynh, lợi hại thì lợi hại, nhưng không cần giữ tư thế này quá lâu đâu. Ta đang cảm nhận cảm giác trở thành đại hiệp mà. Giảng huynh, điểm kiếm của ta thật sự bắt đầu. Không có nó thì không có ta bây giờ đâu. Huynh ấy khiêm tốn quá rồi. Cao thủ mà, phải khiêm tốn chút chứ. Triệu huynh, huynh chảy máu rồi. Cao thủ sao có thể chảy máu được chứ? Huynh tự xem đi, bên này cũng có, còn cả đây nữa. Triệu huynh, Triệu huynh. Sơ ý quá. Không ngờ cả Triệu Hải Hoàng này lại lợi hại như vậy. Không biết rõ nội tình của đối phương mà đã mạo muội ra tay. Đây là đại kỵ của chúng ta. Ngươi có thật là triển thập ngũ không đấy? Đây, triển thập ngũ sẽ không phạm những sai lầm đơn giản như vậy. Nếu như ngươi muốn cướp công như vậy, lần sau không cần hành động cùng ta nữa đâu. Bên trên thà rằng bỏ qua triển thập thất cũng muốn phái chúng ta đến. Nhất định không đơn giản. Cô cho tôi thêm một cơ hội nữa. Nhưng mà vết thương của ngươi không hẳn sẽ cho ngươi cơ hội đâu. Bọn họ có biết ngươi bị thương ở đâu không? Hình như không nhìn rõ đâu. Lần hành động này ngươi đừng tham gia nữa. Nếu như ngươi bị lộ thì ta cũng sẽ bị lộ. Xem ra giết Giảng Bất Tri, chiếm đoạt Thạch Anh, nhất định phải hành động từ bên Triệu Ngã Hoàng trước mới được. Quan trọng là Triệu Ngã Hoàng đó ngày nào cũng bên cạnh Giảng Bất Tri, sợ là chúng ta khó tìm được cơ hội thôi. Bất luận thế nào cũng phải bắt đầu từ bên cạnh Triệu Ngã Hoàng. Chắc cái này không khó nhỉ? Ăn nhiều vào. Ai đó? Thần cơ cốc Giảng Bất Tri. Sao thế? Cô nương, để chúng tôi vào đã được không? Vậy thì mau vào đi. Cẩn thận Triệu huynh. Ai vậy? A Di Đà Phật. Tôi muốn hỏi một chút, Hoạt Biện Thước ở phòng nào vậy? Là đại sư à? Ta sẽ đưa ngài đi. Phòng của Tiểu Thiên Phương có thuốc trị thương đau, lát nữa ta dẫn hắn đi. Ngươi lấy về thử xem. Được. Dọa chết ta rồi. Sao lại thô lỗ như vậy? Huynh xem miệng vết thương này ngay ngắn như vậy, đáng tiếc là nó chưa lành hẳn, thì lại bị huynh dùng lực làm rách ra rồi. Miệng vết thương bị rách ra còn khó hơn liền lại nữa, hơn nữa sẽ càng đau. Vậy phải làm thế nào? Trước lúc ta động thủ, hai người phải biết được nguyên tắc hành y của ta. Nguyên tắc gì? Ta sẽ không hỏi hai người tại sao lại bị thương, cũng không hỏi hai người là sát thủ hiệp khách. Chỉ cần có người bị thương đến tìm ta đều là bệnh nhân. Nhưng mà giá cả cũng là một nguyên tắc của ta. Đều là bạn hữu cả, không cần đổi tiền nữa chứ. Không sao. Cô nương, mời cô nói. Ba vết thương đau, mỗi vết 100 lượng. 300 lượng. Vậy cũng đắt quá rồi. Giảng huynh, chúng ta đi thôi. Không đắt, không đắt đâu Triệu huynh. Huynh đừng lo. Giảng huynh, huynh làm gì có nhiều tiền thế? Ta cũng không có tiền. Ta có, huynh đừng lo. Cô nương đợi một lát. Cô nương, đây là 520 lượng. Làm phiền cô chữ cẩn thận giúp cho. Nhà huynh mở tiền trang à? Đây là cha ta để lại, ông ấy viết cho ta thư tay đấy. Chỉ cần là ta viết tên của ông ấy lên những ngân phiếu này, ngoài ra viết cả số tiền, thì ta có thể lấy ngân lượng ở bất cứ phân hiệu nào của Dực Bắc Tiền Trang. Tại sao viết lên đấy tên của cha huynh lại có thể lấy tiền được chứ? Hình như là cha ta từng giúp Dực Bắc Tiền Trang. Lo thật giả gì chứ, ngày mai ta đến Tiền Trang thử cái này.
Nếu vết thương này của huynh không chữa nữa, khô vào rồi thì không khâu được nữa đâu. Phải đấy, chúng ta trị thương đã rồi nói. Đây là tơ tằm sao? Đây là tơ tằm của Thiên Sơn Băng Tằm. Khâu vết thương không có chỉ, chỉ cần tơ tằm này. Sau khi khâu không cần tháo chỉ cũng sẽ không bưng mủ, không để lại sẹo. Không cần thuốc tê sao? Dùng thuốc tê sẽ làm ảnh hưởng đến sự phục hồi vết thương, cho nên ta không dùng. Nhưng mà huynh yên tâm, ta sẽ khâu nhanh thôi. Đau đớn chỉ một chút, huynh phải nhịn đấy. Cô yên tâm, ta căn bản không sợ đau. Đợi đã, sao thế? Ta thấy cái này vẫn hơi đắt, hay là chúng ta đi đi. Triệu huynh à, không phải cô nương người ta đã nói rồi sao? Huynh mà không khâu thì vết thương sẽ bị khô lại. Đừng nghe huynh ấy, mà khâu đi. Được, khâu. Đợi đã, lại sao nữa? Ta nói với cô ấy, cô không cần có trách nhiệm. Ta không sợ đâu. Không sao, không sao, không sao. Ta cảm giác như có 100 con chim gõ kiến đang không ngừng công kích ta. Có hơi đau, nhưng mà rất dễ chịu. Tiên sinh đang bận sao? Đang bận đấy. Cô không thấy đang luyện thuốc sao? Có chuyện gì à? Bụng ta hơi đau, muốn để tiên sinh khám cho. Ở quán trọ cô có bao nhiêu người khám bệnh, cô cứ tìm ta làm cái gì? Ta thấy bọn họ có kỳ quái thế nào ấy, nên ta không tin tưởng. Cũng đúng. Vậy cô vào đi, ta bắt mạch cho cô. Phòng của huynh không khí ngột ngạt, hay là sang phòng ta đi. Cô dẫn đường đi, đi nhanh, mời tiên sinh đi bên này. Ai thế? Cung thí chủ, đừng nói là chúng ta đang ở đây. Bần tăng muốn hỏi cô mấy câu đối với những chuyện có liên quan đến châm cứu. Đã muộn như vậy rồi mà đại sư đến đây tìm, để ngày mai đi. Biển học vô bờ mà. Vậy bần tăng thất lễ rồi, bần tăng cáo từ. Triệu huynh, huynh đệ này không có chuyện gì bình thường lại đến chỗ người ta xin thỉnh giáo à? Phải, trước kia là như vậy. Kéo đâu? Được, đây. Cái này cũng xong rồi. Cô nương, nghe nói cô thường xuyên trị thương cho người ở thập sắc môn triển sao? Cũng không phải thường xuyên. Bình thường những vết thương đưa đến chỗ ta đều họ không tự khống chế được. Nếu như muốn từ chỗ ta hỏi được bất kỳ tin tức gì của triển bộ sát thủ, ta khuyên huynh nên bỏ ý định đi. Những triển bộ sát thủ này tìm ta chữa bệnh đều vì muốn sống tiếp. Nếu ta tùy tiện nói ra tin tức của họ, không sẽ chỉ hại họ chết, hơn nữa bản thân ta sẽ chịu liên lụy, trừ khi là thân thiết tin tưởng nhất. Nếu không ta sẽ không hé ra nửa lời. Xem ra ta hỏi thừa rồi. Không sao, nhiều người tìm ta thăm dò tin tức lắm. Người của lục viện còn bỏ ra nhiều vàng muốn mua tin từ ta. Ta là người chữa bệnh, chỉ cần kiếm tiền chữa bệnh, những thứ tiền khác ta không màng tới. Huynh có thù với triển bộ à? Không có, ta hiếu kỳ nên hỏi bừa thôi. Vậy cô rất thiếu tiền sao? Thiếu chứ, có tiền rồi ta có thể trao đổi với thần y thiên hạ các loại y thuật. Như vậy sẽ có một ngày ta sẽ trở thành đệ nhất thần y thiên hạ. Xong rồi, hoàn thành. Giảng huynh, khâu đẹp thật đấy. Vết thương bình thường phải mất 1-2 tháng mới lành. Đỡ hơn rồi chứ. Vết thương ta khâu 3 ngày là khỏi. Đúng rồi, lát nữa ta mua cho huynh thuốc tốt gia truyền của ta. Bảo đảm mai huynh vừa tỉnh lại đã khác hẳn. Cô nương, ta muốn hỏi cô một chút, lúc nào ta có thể luyện công lại, chỉ cần không cảm thấy đau nữa. Thật sao? Nhưng khâu hơn 100 mũi, muốn rách ra cũng rất khó. Đa tạ cô nương. Đa tạ gì chứ, đưa tiền rồi mà. Đúng rồi, ngày mai huynh phải cùng ta đến tiền trang một chuyến. Nếu họ không nhận ngân phiếu, ta không tha cho hai huynh đâu. Nào, bôi thuốc.
Không sao hết, chỉ là hơi nóng gan thôi. Thiết nghĩ gần đây có việc lo lắng đúng không? Chắc là vậy. Dễ xử, ta sẽ phối một phương thuốc cho cô, bảo đảm thuốc vào khỏi bệnh. Tiên sinh, nếu đã đến rồi thì khám thêm cho ta đi. Tiên sinh y thuật cao như vậy, ở lại nói chuyện y thuật với ta cũng được. Sau này huynh mà đi rồi, ta mà đau đầu ốm sốt, cũng có cách tự giải quyết đúng không? Bà chủ đều là người thẳng thắn, ta thấy chúng ta mở cửa nói chuyện ngay thẳng đi. Nói thật, ta thấy cô tư sắc không tệ, ta thấy cũng khá anh tú. Nhưng giữa ta và cô, phương diện tình cảm nam nữ này, ta thấy chúng ta phải cần giữ bình tĩnh lại. Vì ngày nào ta ngoài luyện thử thuốc, ta làm gì cũng thấy lãng phí thời gian. Vậy nên cô rất tốt, nhưng ta rất tiếc. Bên đó ta vẫn đang đun thuốc. Cáo từ tiên sinh. Thời gian chắc sắp đủ rồi. Thí chủ Tiểu Thiên Phương. Thí chủ Tiểu Thiên Phương. Thí chủ Tiểu Thiên Phương. A-di-đà Phật, ông lại đến đây làm gì? Bằng tăng đến nghe ngóng với người cơ lý luyện thuốc. Ta luyện thuốc không có cơ lý, cứ thử đi thử lại, không ngừng thử. Thử nhiều khắc có kỳ tích. Đầu tiên ta chỉ nói có vậy thôi. Dạy đồ đệ thì nói sư phụ. Đa tạ, không tiễn. Vậy bần tăng xin cáo từ. Biểu hiện hôm nay có hơi quá đấy. Vậy ta nên biểu hiện sao? Ta nói với họ: các vị thần y lão sư hoan nghênh mọi người đến khiêu chiến ta nhé. Ai trị khỏi bệnh của Doãn công tử nhà ta, chứng minh y thuật của Tiểu Thiên Phương ta là đồ bỏ à? Mau đến khiêu chiến ta đi. Ý vậy là sao? Đâu có. Những thứ người nghĩ chẳng qua để họ đến thử thôi. Có thể chữa khỏi hay không thì chưa chắc. Cơ thể ta đã dậy rồi, ngươi nên hiểu cho nỗi khổ của ta. Ngươi có hiểu cho nỗi khổ của ta không? Hôm nay lần hội chẩn này của ngươi với ta mà nói chính là một sự sỉ nhục. Ngươi quá nhạy cảm. Ta nhạy cảm. Ta thấy ngươi trước khi gặp ta sức khỏe ra sao, ngươi quên rồi à? Ta không quên. Nhiều thần y như vậy đều tuyên bố ngươi hết thuốc chữa, lúc đó ai từ đầu tới cuối không bỏ cuộc? Họ đều nói bệnh của ngươi đáng đời báo ứng. Ai là người luôn bảo vệ ngươi? Lúc ngươi thổ huyết đến cha đẻ ngươi còn sợ chạy mất, là ai cứu ngươi? Là ta, vẫn là ta. Là ngươi. Nhưng sau khi ngươi có thuốc của ta, ngươi lại không chết. Sau đó ngươi thay đổi rồi. Ngươi muốn thay thế ta, muốn ta cút đi. Sau đó lại còn nói ta nhạy cảm. Là ngươi luôn cố gắng dùng thiên phương cứu mạng ta. Nhưng nhiều năm như vậy, ta không hề bạc đãi ngươi. Về chuyện tiền bạc, ta cho ngươi đủ. Ta cần tiền để làm gì? Ta xây nhà lấy tam thê tứ thiếp à? Ta vào tủ lậu ăn chơi à? Ta không phải để làm nhiều thực nghiệm hơn, luyện thuốc tốt hơn, chữa bệnh cho ngươi à? Nhưng sẽ có người khác có thể chữa khỏi bệnh cho ta. Nhưng không có người, ngươi có hiểu không? Buông ra. Ta nói cho ngươi hay, chỉ ta mới có thể cứu mạng ngươi.
Cũng chỉ có ngươi mới có thể cho ta nhiều tiền hơn để luyện thuốc. Hai chúng ta không thể rời xa nhau được. Ngươi đúng là một kẻ điên. Ta vẫn chưa điên, vẫn chưa điên. Nhưng ngươi đừng ép ta. Ép ta quá lắm thì cũng đừng mong ai chữa khỏi cho ngươi. Ngươi nói gì chứ? Ngươi nói gì? Không có gì, ngươi tự hiểu đi. Ngươi càng như vậy, ta càng hối hận. Nhiều năm nay tiêu chỗ tiền này ở chỗ ngươi. Trên thế gian này biết ơn báo ơn khó thế đấy, khó thế đấy. Ngươi tự mình nghĩ đi. Ta phải về phòng nghỉ đây. Tiểu yêu nữ, bắt nạt người khác quá đáng. Ta sẽ không tha cho các ngươi. Ta nói Triệu huynh này, nửa đêm huynh không ngủ, không buồn ngủ à? Huynh cũng không ngủ mà. Ta còn đang muốn ở bên cạnh Lý Nhị Gia lâu thêm một chút nữa. Huynh vẫn chưa lành vết thương. Ta sợ huynh luyện đến mức tàn phế mất. Ta đang đặt ra mục tiêu cho mình. Ta muốn trước khi gặp lại Minh Nguyệt phải luyện xong bộ đao phổ này. Ta khuyên huynh vẫn nên học từ từ thôi. Ta không còn có bộ đao phổ thứ hai để tặng cho huynh đâu. Huynh học chậm thôi, tự mình còn có thể để lại cho mình chút gì đó đúng không? Minh Nguyệt mới là kỳ vọng của ta. Ta muốn trở thành đệ nhất thiên hạ vì nàng ấy. Đúng vậy, Minh Nguyệt là mục tiêu của huynh. Chân tướng về thần cơ cốc chính là mục tiêu của ta. Ta còn tưởng huynh nói là Bạch Cốt Tinh mới là mục tiêu của huynh cơ. Bạch Cốt Tinh gì? Người ta là Triển Thập Thất cô nương. Triển cô nương, Triển cô nương. Nói khó nghe như vậy đấy. Triển cô nương bây giờ thế nào rồi nhỉ? Đúng vậy, từ chỗ tiểu yêu nữ cũng chẳng tra ra được tin của thập sát môn. Thất lễ rồi. A Di Đà Phật, thí chủ là Doãn công tử sống ở đây đúng không? Chắc hẳn người chính là quỷ diện nữ y Thường bà bà đúng không? Mọi người đều đến cả rồi, thiếu mỗi bà thôi. Đến muộn rồi, thứ lỗi. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hiện tại, hiện tại. Trời ạ, đúng là có khác. Đúng là tiền nào của nấy. Giảng huynh, giảng huynh, vết thương của ta khỏi rồi.
Chúng ta không mất tiền quan. Huynh xem, vết thương của ta. Đây, cả đây nữa. Cho dù ta đâm ngươi 72 đao, ngươi cũng không chết đâu. Thì ra là vậy. Ở đây còn có thể tránh khỏi chỗ yếu. Đúng vậy. Có muốn thử không? A-di-đà Phật. Thôi, thôi. Hôm qua hơi nóng nhỉ, lại đây. Ngươi giữ chút sức đi. Không phải chút nữa còn phải hội chẩn sao? Không vội, không vội. Bà chủ à, có rảnh thì đến chỗ ta ngồi đi. Chỗ ta có thuốc tốt. Đảm bảo cô dùng sẽ giữ mãi tuổi thanh xuân. Không tin à? Nếu cô có hứng thú thì ta còn có thể dạy cô nhiều cách dưỡng nhan nữa đấy. Ta đảm bảo đến khi cô 70 tuổi vẫn mạo mỹ như hoa bây giờ. Tránh ra. Bà chủ có thấy huynh đệ của ta đâu không? Không thấy. Hắn ra ngoài rồi à? Thì đấy, chạy lung tung. Triệu Ngã Hoàng thí chủ, huynh đệ của ngươi không chạy lung tung. Huynh ấy ra ngoài cùng với tiểu yêu nữ rồi. Hai người họ. Thật y cái gì chứ? Lừa đảo hết. Lừa đảo. Sao mà vẫn nặng thế? Thuốc của hôm qua hình như có vấn đề. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp giao cho ta. Cô định làm gì? Bây giờ quá nhiều người, không thể ra tay được. Đưa thuốc sổ cho ta. Cô nương, dạng bất tri này rất yếu, không cần thiết phải khiến hắn đi ra ngoài đến chết đâu. Cái này không phải giao cho dạng bất tri dùng. Cái tên Triệu Ngã Hoàng kia quá phiền phức, cần phải tách bọn họ ra. Đợi bọn họ hội chẩn xong, ta sẽ tìm cách tách họ ra rồi ra tay. Lão thái bà, hắn vẫn là một đứa trẻ. Nếu bà thật sự giết hắn thì bà đúng là hắc vô thường đấy. Mau bỏ ra đi. Hắn vẫn đang chảy máu này. Bà bỏ ra đi. Bỏ ra đi. Hòa thượng đến lượt người đấy. A-di-đà Phật. Thường thí chủ, thường thí chủ. Nói mau lên. Thường thí chủ, hắn thấy sắc mặt bà dị thường, nên muốn lấy ít máu của bà để làm thí nghiệm. Tính cách của hắn chính là thế. Bà tha cho hắn đi. Có giỏi thì bóp chết ra đi. A-di-đà Phật. Thường thần y, các ngươi đều là do ta mời đến. Có thể nể mặt tại hạ một chút được không? Nể mặt đi. Ngân phiếu này dùng được thật. Thật à, ta xem nào. Lão giảng, lần sau nếu cần cứ tìm ta nhé. Giá cả dễ thương lắm. Giảng huynh xem, cái tên này lại bị đánh rồi. Triệu huynh, Doãn công tử bị ho, ngươi cũng ho theo à? Đúng là một đại phu tốt. Rồi cũng sẽ có lúc ngươi tha hồ mà khóc. Nếu các vị đều đông đủ cả rồi, vậy chúng ta bắt đầu hội chẩn đi. Vậy tại hạ xin múa rìu qua mắt thợ. Nào. Triệu huynh, người đội nón kia là ai vậy? Ta vừa nghe tên hòa thượng kia nói, người đó tên là Thường Bà Bà, người giang hồ gọi là quỷ diện y nữ. Bà ta chuyên nghiên cứu về độc trị độc. Mặt đã nát thế kia rồi, gân mạch tắc nghẽn, máu bầm trong ngũ tạng quá nhiều, đau tức không thông. Nhưng Doãn công tử yên tâm, ta có bí quyết hoạt quyết độc môn, có thể chữa bệnh cho cậu. Tốt quá rồi. Phương thuốc hoạt quyết Doãn công tử uống không dưới 30 loại. Ai ai cũng nói bí quyết mình là độc môn. Kết quả thông thì không thấy, chỉ thấy đau thôi. Tên bàn môn tà đạo này, ngươi hiểu gì chứ? Tên bàn môn tà đạo biết làm thế nào để giải quyết hậu quả cho tên lừa đảo nhà ngươi? Ngươi A-di-đà Phật.
Doãn công tử, ta đến không phải để chữa bệnh cho ngài, thế ông đến để làm gì? Doãn công tử đã nếm hết cực khổ nhân gian, dĩ nhiên cũng phải có nhận thức hơn hẳn người thường đối với sinh tử. Cớ sao không buông bỏ mọi chuyện phức tạp, quy y ngã Phật, dùng một cách khác để kéo dài sinh mệnh cho mình? Chúng sinh gian khổ, bệnh tật chỉ là một trong số đó mà thôi. Nếu Doãn công tử có thể buông, nhìn thấu muôn vàn khổ nạn trong thế gian này, nỗi khổ của chính ngài cũng sẽ tự tan theo mây khói. Bần tăng năm xưa ở Đông Doanh cũng từng: Doãn công tử, mấy người tìm ngài cũng lợi hại thật, còn bảo ngài hãy giải thoát. Đại sư, chuyện chung thân này e là hệ trọng quá. Hôm nay thời gian có hạn, chuyện này chúng ta có thể để sau hẳn bàn không? Hiện tai, thiện tai. Doãn công tử, ta có thể chữa khỏi bệnh cho ngài. Được, nào, không cần không cần, nhìn khí sắc là được rồi. Thất kinh bát mạch không tốt, ta chỉ cần ngày ngày dùng nội lực giúp ngài. Có biết nội lực là gì không? Nhìn ta này, biết qua, xem đây. Đó là nội lực, bảo vệ nội tạng của ngài, giữ gìn sức khỏe. Dừng. Hàng ngày à? Ông bao nhiêu tuổi rồi? Doãn công tử nhà ta mới bao nhiêu tuổi? Nhỡ ngày nào đó ông đột ngột ngã xuống, Doãn công tử nhà ta phải biết làm sao? Vấn đề này ta suy nghĩ chút. Vấn đề này ta đã nghĩ lâu rồi. Đó chính là lý do ta luôn nghiên cứu phương thuốc. Dù ta có chết, thuốc của ta vẫn còn, vẫn có thể tiếp tục dùng. Huống hồ ta vẫn còn sống. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ có thể không ngừng cải tiến phương thuốc. Ta có thể không ngừng. Ta thấy có những người chính là muốn để Doãn công tử sống thêm một ngày, để lừa thêm chút tiền của ngài ấy. Ta lừa tiền ngài ấy thế nào? Tiền của ta dùng hết vào việc luyện thuốc, không như một số người dùng hết vào tiền việc ăn uống vui chơi, đặc biệt là kỹ viện. Nói láo, ta không đi kỹ viện, không bao giờ mất tiền. Cái đó thì có gì đáng kiêu ngạo? Thường ngày ngươi toàn như thế nào? Ngươi thế nào? Thường thần y. Được rồi, nghe người khác nói xem. Thường thần y, rốt cuộc như thế nào? Sức khỏe của cậu quá yếu, lấy độc trị độc e là không chịu nổi. Thứ cho ta lực bất tòng tâm. Diệp thần y, bệnh của ta, ta có thể chữa khỏi cho ngươi. Thật sao? Ngươi tin lời hắn à? Càng là để hắn nói hết đi, càng có tự tin càng không thể tin. Hắn nói đúng. Nếu hỏi ta có tự tin hay không, thì ta hoàn toàn không có. Ngươi thấy chưa? Vậy các vị thần y ở đây đều muốn dựa vào bản lĩnh của mình để chữa cho ngươi. Nhưng bệnh của ngươi chỉ dựa vào một người là không thể chữa được. Bệnh của ngươi đã thấm sâu vào cơ thể, chỉ dựa vào thuốc để điều dưỡng e là không thể. Nhưng may mà độc dược trong cơ thể ngươi sau nhiều năm tích lũy sớm đã hình thành bệnh táo. Chỉ cần ta đâm 720 nhát dao hết lên cơ thể ngươi, loại trừ hết chúng đi, chắc chắn sẽ khỏi. Nhìn tình hình thực tế đi được không? Đâm 720 nhát dao, Doãn công tử mà bị đâm 72 nhát dao thôi đã chết ngõm rồi. Thế nên bệnh của hắn chỉ một người không trị được. Tại sao? Nguyên nhân ta tìm tiểu yêu nữ đến là một bên ta đâm, cô ta khâu, bệnh của ngươi nhất định sẽ được chữa khỏi. Nhưng cái giá của tiểu yêu nữ, Doãn công tử, ngươi vẫn nên nói với cô ta đi. Tiền không thành vấn đề, chỉ cần chữa khỏi cho ta, bao nhiêu tiền ta cũng cho. Sao ngươi có thể nói chuyện này với hắn? Im miệng. Nếu là tối qua ta có thể trị được bệnh cho ngươi. Nhưng hôm nay bệnh của ngươi bản cô nương không chữa được. Tại sao vậy cô nương? Ngươi tin cô ta, còn hy vọng cô ta cứu ngươi à? Được rồi, ngươi nói xong chưa? Vốn ta muốn đợi sau khi chẩn đoán xong mới tính sổ với ngươi. Được, vậy bây giờ Doãn công tử, ngươi xem giúp ta, băng tầm của ta chết như thế nào? Do ai gây ra?
Không có băng tầm thì ta lấy gì để khâu vết thương? Không cần hắn tra, đều là do ta làm. Cô giải thích chuyện cô ăn trộm thuốc của ta trước đi. Hôm qua trộm thuốc của ta, hôm nay lại đến dành chuyện làm ăn với ta. Cô cũng muốn chống đối với ta đúng không? Ta ăn trộm thuốc của người để đốt đi loại thuốc dớ dẫn của người thôi. Vậy ta phải cảm ơn cô à? Vậy cô cũng cảm ơn ta đi. Dù sao ta cũng chỉ giết chết một con của cô, không độc chết cô. Vậy xem ra ta cũng phải làm một chuyện tốt, trừ hại cho dân rồi. Cô làm thật hả? Tiêu nữ, đứng ra sao ta? Lo chuyện bao đồng, không nhịn được nên ra tay một chút. Tiểu yêu nữ đừng kích động, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói. Đều là do hắn vô lý trước. Triệu huynh, nhiều người bắt nạt cô gái như vậy, huynh không quản hả? Cô ấy nói với ta rồi, trong vòng 3 ngày không cho ta vận động. Huynh, A-di-đà-phật, bần tăng có một cách. Thuốc không còn, luyện lại là được. Sao phải cực đoan như thế? Luyện lại? Ngươi nói dễ dàng nhỉ? Ngươi có biết ta dùng bao nhiêu nguyên liệu mới luyện ra được chút thuốc ấy không? Tiệm thuốc chỉ cách nơi này vài chục dặm mà thôi. Bần tăng đi mua cho ngươi là được. Ngươi không cần mua, muốn mua cũng phải là cô ta. Ta xem ai không muốn ngón tay nữa. Ta sẽ cho ngươi một canh giờ. Ta lên đầu đây, không thèm tính toán với các người. Cái tên nhóc này. Vậy bần tăng đi mua thuốc đây. Yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Các vị thần y, các người làm loạn đủ chưa? Các người có chữa bệnh cho ta được nữa không? Phải trị, phải trị, trị trị trị. Triệu huynh, huynh có cảm thấy sát khí không? Sát khí? Ta chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt thôi. Giảng huynh, giảng huynh, giảng huynh, hàn độc này hơi nghiêm trọng nhỉ? Hàn độc mặc dù đã ức chế sự sinh sôi của cổ độc trong người hắn ta, nhưng mà cũng đang dần dần làm xói mòn tâm trí của hắn. Cứ như vậy hắn ta nhất định sẽ chết. Ta dùng nội công đẩy nó ra, không được. Một khi hàn độc bị đẩy ra, cổ độc càng nguy hiểm với hắn hơn. Vậy cùng hút ra. Cổ độc là trùng, không phải độc. Dù nội lực của ông có mạnh như thế nào thì cũng không hút ra được. Vậy ta cũng phải thử. Dương thần y, ông bình tĩnh đã. Ông xem người khác nói thế nào. Diệp thần y, ông có cách nào không? Cổ độc này không loại bỏ, hàn độc cũng không có cách giải. Trừ khi Hắc Vũ nương nương đến, nếu không thì chúng ta cũng hết cách. Các vị, tại hạ cáo từ. Đi thông thả. Ta dựa vào đâu mà nghe theo ngươi chứ? Diệp Tiểu Tiểu, ngươi là Diệp Tiểu Tiểu thì có. Tiểu nhân đắc trí, bụng dạ hẹp hòi. Lát nữa đợi Hắc Vũ gì đến đây thì hắn đã chết rồi. Ta vẫn nên thử xem. Người đã thế này rồi, người để ta thử xem, có lẽ có thể cứu được đấy. Thử đi, nhanh lên. Đi 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 đi. Giảng huynh,
hỏng rồi. Hàng độc phản vệ. Giảng huynh, mau dậy đi, mau dậy đi Dương thần y. Ta không sao rồi. Không sao thì tốt. Xem ra người hạ độc có công lực cao hơn ta. Lát nữa ta thử lại cho cậu ấy. Ta lên lầu làm ấm đã. Giảng công tử, độc này cậu đã trúng bao lâu rồi? Hơn một tháng rồi. Ngài thì sao? Căn bệnh này dày dò ta hơn 10 năm rồi. Hình như trời sắp mưa rồi. Đã thấy thoải mái hơn chưa? Giảng công tử, vậy ta đi nghỉ ngơi trước đây. Các vị mệt rồi, chỉ bằng để ta giúp mọi người rót chén nước nhé. Đa tạ. Quả nhiên người đẹp thì nước cũng ngọt. Ngài đúng là có phúc đấy. Ta vừa thấy cô cứ luôn nhìn tiểu tử ngốc đó. Có phải nhìn trúng cậu ta rồi phải không? Trong đầu ngài không có chuyện gì khác à? Ta... hình như bây giờ có rồi. Thất lễ, thất lễ. Đáng đời. Nói như vậy, ta vẫn nên cảm ơn Dương thần y rồi. Chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Cậu không sao là tốt rồi. Vậy ta còn phải chống đỡ bao lâu? Chỉ cần không đến nơi rất lạnh. Nửa năm. Đừng lo lắng. Bảo ấy à, đến nhanh mà cũng đi nhanh. Không được mấy ngày thì đường đến Yến Châu được thông rồi. Mong là như vậy. Chỉ là thời gian của ta quả thực có hạn. Người đâu? Sao lại không thấy rồi? Nhanh như vậy đã về rồi sao? Tiểu Thiên Phương đâu? Hắn lên lầu rồi. Về bần tăng đem lên cho cậu ta. Dọa chết ta rồi. Tiểu Thiên Phương thí chủ, mua thuốc về rồi đây. Người đâu? Có chuyện không hay rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Không hay rồi. Không hay rồi. Xảy ra chuyện rồi. Hòa thượng, sao vậy hòa thượng? Người không sao chứ? Ta không sao. Sao thế? Xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Thiên Phương xảy ra chuyện lớn rồi. Đi. Sao rồi, sao rồi?
là ai đã giết cậu ấy? Chết rồi sao? Chết rồi. Vết thương chí mạng ở ngực. Phải, vết thương ở ngực là vết thương chí mạng. Còn 10 nhát dao còn lại chính là sau khi chết còn đâm thêm vào. Hung khí chắc là thứ này rồi. Xem ra hắn rất hận Tiểu Thiên Phương, mới giết hắn như vậy. Cái này, nhìn bọn ta làm gì? Phạm vi không hề lớn, dao đâm vào trước mặt. Trước khi đâm, hắn không hề hô cứu lần nào, cũng chứng tỏ đây là người quen thuộc gây án. Người quen? Người quen nào? Mà miệng hắn thối như vậy, người muốn giết hắn không có 1.000 cũng có 800. Lúc vụ án xảy ra, ta, Triệu Ngã Hoàng, Thường bà chủ và Tiểu Nhị đều ở tầng 1. Căn bản có thể bài trừ hiềm nghi. Hòa Thượng Tiền Bối ra ngoài mua thuốc rồi. Còn lại Diệp Tiếu Tiếu, Tiểu Yêu Nữ, Dương Thần Y, Doãn Công Tử, còn cả Hoạt Biển Thước, các người đều có thời gian gây án. Lúc đó các người đang làm gì? Ban nãy y phục ta bị đổ thuốc vào, ta ở trong phòng giặt đồ. Ta đang ngủ. Ta đang ở trong phòng sưởi ấm. Sưởi ấm. Ta đang... Không đúng. Ban nãy ta cũng ở bên dưới. Sau đó ta đi mau xí 2 lần. Sao lại hoài nghi đến ta chứ? Vậy ai có thể chứng minh ngươi thật sự đi mau xí không? Ta biết rồi. Cô ta nhất định là hung thủ. Ban nãy ở bên dưới, cô ta cứ luôn miệng nói phải báo thù cho băng tầm của cô ta. Nói Tiểu Thiên Phương đền mạng. Doãn công tử, ngươi nói có đúng không? Ngươi đừng có chó điên cắn lung tung. Ta thấy hôm qua ngươi không khiêu khích được ta, hôm nay mượn cơ hội trả thù. Không sai, ta vì báo thù đấy. Lúc đó hắn ở dưới lầu, không phải mọi người ngăn cản, cô đã sớm giết hắn rồi. Vậy nên cô chính là ôm hận trong lòng, mượn cớ trả thù. Cô đừng giải thích nữa. Giải thích chính là bạo biện, hung thủ nhất định là cô. Được. Giảng công tử, nếu như ngươi điều tra ra kết quả hung thủ là ta, ta không còn gì để nói. Nếu như không phải, ta nhất định sẽ không mầm ai đó lại. Trước mắt, Tiểu Yêu Nữ không giống hung thủ. Theo như chiều cao của Tiểu Yêu Nữ, muốn đâm vào ngực Tiểu Thiên Vương, dao nhất định phải đâm lên trên, vết dao sẽ chết xuống. Nhưng vết đao trên người của Tiểu Thiên Vương có thể thấy, dao đâm trực diện. Vậy nên ta suy đoán, người này không thấp, chắc là một nam nhân. Giảng công tử nói đúng, dùng dao ta rành nhất. Vết dao đó quả thực là nam tử đâm. Nghe thấy chưa? Giảng công tử giỏi thật. Kỳ lạ, vết máu trên sàn nhà rõ ràng chưa từng bị lau chùi, nhưng bên trên lại vẫn còn dương dãi rất nhiều máu. Rốt cuộc chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Nhiệm vụ tiến triển thuận lợi không? Có hơi dướng tay, Triển Thập Ngũ truyền tin tới bên cạnh Giảng Mất Tri, có một người cao thủ tên là Triệu Ngã Hoàng. Rất phiền phức. Cô từng gặp người này ở Khôi Lỗi Đảo chưa? Gặp rồi, là một tiểu tử ngốc dùng dao. Tiểu tử ngốc? Vậy sao có thể là đối thủ của Triển Thập Ngũ? Có lẽ là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Ngươi đang nghĩ gì? Là một đao khách. Nghe nói có cao thủ dùng đao khác, luôn muốn đi tỉ thí. Đừng đùa nữa. Đến cả lão đầu Hàn Nguyệt Sơn Trang chưa chắc là đối thủ của ngươi. Một tiểu tử ngốc sao có thể xứng để ngươi xuất đao?
Ngươi là Triển Tứ đó. Triển Tứ chỉ xuất một đao, mỗi lần chỉ xuất một đao, lẽ nào không phải là nỗi bi ai của một sát thủ sao? Chậm. Nhất động bất động, đột nhiên lại loạn động. Không sợ hướng gió à? Ngươi đừng chê cười ta. Nào nào nào, ta vừa hay hỏi chuyện ngươi một chút. Gần đây ta luyện một quyển đao phổ rất lợi hại, vừa bắt đầu vẫn rất tốt, có nhanh có chậm. Nhưng đến mấy trang cuối cùng lại cứ khiến ta chậm lại, đột nhiên lại bất động, vừa động lại bất động. Vậy là ý gì chứ? Bần tăng có một người bạn võ sĩ mù ở Đông Doanh, đao pháp của hắn hơi giống như cậu nói. Sao lại là một kẻ mù thế? Võ sĩ mù đó nói, ít chính là nhiều, chậm chính là nhanh, yếu chính là mạnh. Ta thấy người ông gặp không phải người mù, là một tên lừa đảo. Bần tăng không nghĩ như vậy. Đi đâu đó? Ta còn chưa nói hết. Triệu thí chủ tới đây. Ta nghĩ đạo lý nên là thế này. Nước là yếu, nhưng dù đao của ngài có sắc bén thế nào cũng không thể mảy may làm tổn thương nó. Nhưng cái gáo này thì khác. Gáo tuy không sắc bén bằng đao của ngài, nhưng nó có thể làm nước ngoan ngoãn nghe lời, biến thành hình dạng của nó. Ta nghĩ dạng sự vật nhiều khi chính làm như vậy. Ngài thay đổi càng ít, tốc độ càng nhanh, biến đổi cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Người bạn võ sĩ mù đó của ta chính là chỉ ý này. Hòa thượng, nói mới thấy, ngài nói có lý đó. Nhưng Lý Nhị Gia này cũng đâu có dùng gáo. Cái này gáo cầm xuôi, gáo cầm ngược. Thập Sắc Môn còn có một nơi như thế này. Đây là phòng của ai vậy? Triển Thập Thất. Triển Thập Thất bỏ trốn sao? Sau khi cô ta bỏ trốn, ta phát hiện ra trốn trong căn phòng này nghe tiếng mưa rơi cực kỳ nhẹ nhõm. Đều tại ta. Dù trên đảo khôi lỗi ta đã làm hỏng chuyện, cản trở ngài bắt cô ta. Cha cô đúng là làm càn. Nhưng ta rất tò mò, Giảng Bất Tri và đám bằng hữu bên cạnh hắn rốt cuộc là người như thế nào? Giảng Bất Tri không biết võ công, nhưng hắn rất thông minh. Triển Thập Nhị và Triển Thập Ngũ đều là những viên tướng có công dưới tay ta. Cử đi giết hắn quả là lãng phí tài năng. Triển Thập Nhị và Triển Thập Ngũ đều thất thủ, ngài có đích thân ra tay không? Bọn chúng không thể thất thủ. Bà chủ, biến đi đâu thì biến đi. Đừng mà. Ta để quên ô ở chỗ cô mà. Ta đến lấy ô. Đa tạ. Thu gáo, cho ngươi một gáo. Triệu huynh, đi theo ta.
móc về sao? Giảng huynh, giảng huynh, nếu như ngươi muốn bỏ chạy sẽ biến thành thi thể ngay lập tức. Tại sao lại giết ta? Bởi vì ngươi đã bị thập sát môn để mắt. Giảng huynh, giảng huynh, triệu huynh, ta tìm thấy huynh rồi, lại chạy lung tung. Triệu huynh, ta phát hiện ra một chuyện, trở về rồi sẽ nói với huynh sau. Được, huynh không biết ngoài này nguy hiểm lắm sao? Lại chạy bừa. Ta nói huynh biết lần này ta đi không phải là không có ích lợi gì đâu. Huynh còn dám nói, suýt thì mất mạng. Thu hoạch lớn lắm, ta lo cho huynh mà. Nói năng đừng gắt gỏng như thế. Ta triển thập thất. Ta vừa mới thả ngươi, còn dám xuất hiện trước tầm mắt ta. Tại sao lại thả tên nhãi đó đi? Đừng bảo ngươi rung động rồi nhé. Đừng có quên thân phận của mình. Ngươi là sát thủ của triển bộ đó. Ta đang là đối tượng của các ngươi truy sát. Phản đồ chẳng phải nên chạy thật xa sao? Ta không muốn hắn chết. Ta đã dạy cho ngươi rất nhiều, nhưng trên đời này còn rất nhiều chuyện ta không thể dạy ngươi. Nếu ngươi đã quyết chí vì tên tiểu tử đó, thì có thể ngươi vẫn chưa biết sự tàn khốc trên cõi đời này. Còn chuyện gì tàn khốc hơn ngày ngày giết người sao? Triển bộ quả thật vô tình, nhưng đơn giản. Tình ái ở thế gian không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Ngươi vẫn chưa hiểu được cảm giác đố kỵ. Không cần phải hiểu. Chừng nào còn ta thì hắn buộc phải sống, trừ khi ta chết. Xem ra tên thám sự này cũng được lòng cô nương gớm. Ngươi yên tâm, ta nhận lời không giết hắn thì sẽ giữ mạng cho ngươi. Nhưng niệm tình sư đồ ta nhắc nhở ngươi, có thể chỉ cần vài ngày nữa, hắn và tiểu yêu nữ kia sẽ trở thành quyến lữ thần tiên. Tiết học của ta không thể dạy ngươi, cô ta sẽ dạy bù cho ta. Sao thập sát môn lại nhắm tới huynh vậy? Ta cũng không biết. Trở về phải cảm ơn thường bà mới được. Đúng, trở về ta sẽ cảm ơn bà ấy. Đây là ô của Hoạt Biển Thước sao?
Hắn về rồi sao? Cái đó thì làm sao ta biết được? Cứ kệ hắn đã. Chúng ta đi tìm một người phá án trước đã. Huynh tìm được đáp án rồi sao? Sắp rồi, đi, được. Tiểu yêu nữ có trong này không? Giảng công tử, ta có chuyện cần nói với cô. Chờ một chút. Giảng công tử, nào, vào đi. Vụ Tiểu Thiên Vương bị giết, ta đã có đầu mối rồi. Ta phải hỏi cô một số chuyện mới xác định được. Hai nguyên nhân. Một là ta nghĩ cô không có nhiều khả năng là hung thủ, nên cô sẽ không lừa ta. Hai, vì là cô ở ngay cạnh phòng của Tiểu Thiên Vương, nên hôm xảy ra vụ án có chuyện gì cô nghe rõ nhất. Nếu huynh tin ta, muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng đi. Ta nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Được. Ta muốn biết hôm xảy ra vụ án, cô có nghe thấy tiếng động gì lạ hay không? Tiếng gì cũng được. Hình như ta nghe thấy tiếng gì lạ thật. Tiếng lạ. Ta vừa lên tầng đã nghe tiếng Tiểu Thiên Vương đang húy hoáy chai lọ. Ngày nào hắn cũng làm mấy việc đó, đều gây tiếng động rất lớn. Sau đó ta đã nằm lên giường nghỉ. Lúc đó hình như hắn đang cãi nhau với người ta. Đối phương là ai thì ta không nghe rõ, chỉ biết là giọng của một người khá trẻ. Chỉ có hắn là to mồm nhất. Ta bực không chịu nổi, bèn chùm chăn đi ngủ. Chỉ dựa vào những lời này vẫn không đủ được, vẫn còn thiếu chứng cứ quan trọng. Giảng huynh, vậy phải làm sao? Vậy chúng ta hãy khiến hung thủ tự nhảy ra. Tự nhảy ra, đúng. Tiểu yêu nữ, ta cần cô phối hợp ta một chút. Đơn giản như vậy à? Không thành vấn đề. Vậy chúng ta trở về chuẩn bị trước. Đúng rồi, giảng công tử. Huynh đừng hù theo họ, gọi ta là tiểu yêu nữ nữa. Ta có tên mà. Tên là gì vậy? Tên ta là Cung Tước. Cung Tước, hay. Được. Cung Tước cô nương, trước kia ta từng giúp huynh, bây giờ huynh giúp ta. Chúng ta là bằng hữu rồi. Bằng hữu với nhau nên có cách xưng hô của bằng hữu. Bằng hữu nên xưng hô thế nào? Thế này đi, sau này ta gọi huynh là lão Giảng, gọi hắn là lão Triệu. Hai người hãy gọi ta là lão Cung. Không được, được thôi. Sao lại không được? Ta thấy hay mà. Hay ở chỗ nào? Lão Triệu, bằng hữu giang hồ đều như vậy cả, đúng không? Vậy sao? Phải. Lão Cung nói thôi, huynh cứ gọi ta là tiểu yêu nữ đi. Hai chị đi thông thả, không tiện. Được, lão Cung. Sau khi chuyện này kết thúc, ta có vài chuyện riêng muốn hỏi cô. Được thôi, được thôi. Đi. Lão Triệu, ăn cơm. Lão Giảng đi đâu rồi? Sao không ra ăn? Huynh ấy nói vụ án có tiến triển. Tiến triển gì? Huynh ấy đã kiểm tra lại thi thể của Tiểu Thiên Vương. Nó ngón tay của hắn có vết máu. Có thể là giết thứ gì đó. Giết cái gì? Làm sao biết được giết gì? Có thể là giết tên hung thủ.
Các vị, đây là Doãn công tử đang tìm kiếm điều gì? Doãn công tử không phải nói là hung thủ đã để lại dấu vết sao? Tiểu Thiên Phương à, đã được điều trị một lần. Ta chỉ muốn đến tìm giúp manh mối. Tìm được chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa tìm được, đúng rồi. Bởi vì hắn không giết gì cả. Ý của ngươi là gì? Cung tức cô nương, tôi đây. Khi Tiểu Thiên Phương xảy ra chuyện, có phải cô đã tìm Doãn công tử? Đúng vậy. Ta tìm huynh ấy để thương lượng về số tiền chữa bệnh. Tuy Băng Tầm đã chết, nhưng trong nhà vẫn còn hàng. Việc điều trị vẫn rất quan trọng. Thế huynh ấy có mở cửa không? Không. Ta đã gõ cửa rất mạnh, nhưng không ai mở. Tại sao huynh không mở cửa? Tiểu yêu nữ kia, lúc cô gọi cửa ta có nghe thấy tiếng gõ rất mạnh. Nhưng lúc đó ta trang phục không được chỉnh tề. Khi ta mở cửa, cô ta đã bỏ đi. Huynh chắc chắn chứ? Chắc chắn. Chắc chắn thì tốt. Xem ra hung thủ chính là hắn. Tại sao? Hắn nói dối. Bởi vì ta cũng nói dối. Ta không hề đến tìm Doãn công tử. Đều là Doãn công tử bảo ta nói. Nếu ngươi thực sự ở luôn trong phòng, ngươi sẽ biết ta không hề đến tìm ngươi. Doãn công tử, khi Tiểu Thiên Phương bị hại, huynh không có ở trong phòng. Vậy huynh đã đi đâu? Ta... Từ câu nói đầu tiên của hắn, khi nhìn thấy thi thể, ta đã hoài nghi hung thủ chính là hắn. Là ai đã giết Tiểu Thiên Phương? Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là hòa thượng. Nhưng ông ta chỉ kêu lên một câu: có chuyện rồi. Có chuyện rồi, chứ không hề nói đã chết hay chưa. Người thứ hai là Quạt Biển Thức. Nhìn thấy thi thể cũng chỉ lên tiếng hỏi một câu: chết rồi à? Chỉ có người chắc chắn thi thể nằm trên nền là đã chết. Bởi vì người chính là hung thủ. Doãn công tử, nếu là trinh thám, nếu cũng điều tra như ngươi, thì trên đời này các vụ án quan sẽ rất nhiều. Doãn công tử nói không sai. Chỉ dựa vào những điều này là không đủ. Nếu ta nhớ không lầm, bộ áo quần này là huynh mới thay đúng không? Có một điều ngươi không nói dối, chính là sau khi Tiểu Thiên Phương bị hại, ngươi đã giặt y phục. Bởi vì hai ống tay vẫn còn ướt. Hiển nhiên điều này rất khác thường. Với tư cách là công tử nhà giàu, sao huynh ấy có thể tự mình giặt y phục được? Trừ khi y phục của huynh ấy có thứ gì đó không muốn người khác nhìn thấy, ví dụ như vết máu. Chỉ cần nhìn là biết bình thường huynh không tự giặt y phục. Y phục này dùng nước nóng để giặt. Hãy nhớ lần sau phải dùng nước lạnh để giặt vết máu. Thôi, không có lần sau đâu. Nói vậy là ngươi đã nghi ta từ trước đó. Tất cả những việc hôm nay đều là để ép ta, buộc ta nói ra sự thật, để ta tự thừa nhận, phải không? Huynh nói đúng. Tiểu Thiên Phương là do ta giết. Điều này, nhưng là do hắn rút đao ra đòi giết ta trước. Ta mới đoạt đao của hắn giết hắn. Điều này không thể trách ta.
Tiểu Thiên Phương, nếu đã có cách để điều trị cho ta rồi thì ngươi có thể đi được rồi. Việc của chúng ta dừng ở đây. Đừng mơ. Ngươi đừng tưởng ta không biết nhiều năm nay. Ngươi luôn xem ta như là cái cây hái ra tiền của ngươi. Ngươi cố ý không trị khỏi cho ta là vì sợ mất chén cơm của ngươi, đúng không? Ngươi bây giờ chẳng có ích gì với ta nữa. Nhanh chóng thu dọn đồ đi đi. Thật là tuyệt tình. Ngươi không sợ ta vạch trần mọi việc à? Ngươi dám? Dám thì sao? Ngươi giết ta chăng? Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi à? Có gì từ từ thương lượng. Ta sẽ đưa tiền cho ngươi. Ngươi cần bao nhiêu? Hay như thế này, ta có thể đưa tiền cho ngươi. Ta còn để ngươi trị bệnh cho ta, ngươi thấy sao? Ta đã nói đến vậy, ngươi còn muốn gì nữa? Đừng, đừng. Đưa cho ta, đưa cho ta. Nhẹ tay, nhẹ tay. Ngươi là bệnh nhân, hắn ta là đại phu. Tại sao hắn lại cầm đao giết ngươi trước? Ta làm sao biết được tại sao hắn muốn giết ta? Ta không biết, không biết. Một kẻ khi muốn giết ai ắt hẳn đều có lý do, trừ phi hắn bị thần kinh. Tiểu Thiên Phương nhiều nhất cũng chỉ là kẻ điên. Giữa hai người chắc chắn có uẩn khúc. Sao ngươi biết hắn không phải kẻ điên? Hắn là kẻ điên. Tuy là một thầy thuốc, lại không quản tính mạng của người bệnh, chỉ biết tiền. Hắn không điên thì là gì? Không điên thì là gì? Cơ thể này hành hạ ta rất đau đớn. Ta cảm thấy rất đau. Không chợp mắt nổi. Ta vẫn còn rất trẻ. Ta muốn sống, điều này sai ư? Nhưng hắn lại thấy ta cản trở con đường tài lộ của hắn. Không để ta điều trị bệnh. Hắn hận ta từ lâu. Sự nhẫn nại của ta đối với hắn cũng đã đến đỉnh điểm. Hai bọn ta sớm muộn gì cũng kẻ sống người chết.
hắn sống thì ta chết và ngược lại. Cái này là báo ứng. Tên tiểu thiên phương này, trong mắt hắn chỉ có tiền, tự mình hại chết mình. Giảng công tử, ta đã giết tiểu thiên phương, ta sẽ đền mạng ta là được. Dù sao ta cũng không còn muốn giữ cái xác thối này nữa. Ta nhận, ta nhận. Trách nhiệm của ta là tìm ra hung thủ. Còn xử lý huynh thế nào? Huynh là người trong giang hồ, hãy để luật lệ trên giang hồ giải quyết. A-di-đà Phật. Nếu tha thứ được, hãy tha thứ. Cho dù xử lý hắn thế nào, chúng ta đến đây là để chữa bệnh. Ta thấy nên trị khỏi bệnh cho hắn rồi tính tiếp. Đúng thế, tất cả chúng ta đều là thầy thuốc. Nếu đã đồng ý chữa bệnh cho ngươi thì không bỏ dở giữa chừng. Giảng công tử, hãy để ta chữa khỏi bệnh cho hắn trước, sau đó hãy nói đến việc hắn giết người. Được. Thời tiết và thời gian của hôm nay đều không thích hợp để phẫu thuật. Hơn nữa những dụng cụ đều phải khử trùng, nên hãy đưa hắn vào phòng đóng cửa lại. Dù sao hắn vậy cũng không chạy nổi. Chờ đến trưa mai ấm áp chút, ta sẽ tiến hành phẫu thuật. Vụ án đó đã có đáp án. Ngươi nói hoặc biện thức cũng thế. Hoặc biện thức, thế hắn và hỷ thức có quan hệ gì? Tên hoặc biện thức cũng là đi cũng không chào một tiếng, hại bọn ta tìm kiếm khắp nơi. Hắn đi thật rồi ư? Thế người nói nếu hắn chưa đi thì hắn có thể ở đâu? Hành lý cũng không thấy đâu. Chính là thế. Người nói xem, có phải hắn đã lén lút chọc kẹo bà chủ nên bị đánh chạy luôn không? Điều này sao ngươi biết được? Ta quá hiểu hắn. Những việc như thế này hắn không chỉ làm một hai lần, đến đâu cũng đều không thật thà. Ở đây người ăn cơm cũng không đông. Triệu thí chủ, Giảng thí chủ và nữ thí chủ đi đâu rồi? Hai người bọn họ ra hậu viện trò chuyện gì đó rồi. Người thấy đó, ta ăn cơm một mình, thật tội nghiệp, thật là. Nói chuyện gì còn quan trọng hơn cả ăn cơm chứ? Ta đi tìm họ. Khoan đã, bỏ qua được xin hãy bỏ qua. Hơn nữa họ lại còn trẻ, tất nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói. Mời. Ăn cơm thôi. Giảng ca tìm ta có việc gì? Có một số việc khó mở lời. Không sao, cũng đúng lúc ta đang muốn tìm huynh nói chuyện. Hay để ta nói trước, có lẽ hai chúng ta cùng nói đến một chuyện. Không lẽ trùng hợp thế? Thật ra cũng không có gì. Giảng công tử, huynh có ý trung nhân rồi. Sao cô nương biết? Lộ rõ vậy sao? Nữ giới thường nhạy cảm với vấn đề này hơn. Có lẽ vậy. Vậy cô ấy biết tâm tư của huynh không? Không rõ. Có thể cô ấy chẳng có cảm giác gì với ta. Tại sao lại như vậy? Hành tẩu trên giang hồ, lại không biết võ công, không bảo vệ được cô ấy. Thế thì đã sao? Nam giới không biết võ công cũng không quan trọng. Hai người chỉ cần một người biết võ công là được rồi. Cả hai người đều là cao thủ mới rắc rối. Có thể nói vậy ư? Người đàn ông quan trọng nhất phải có cái đầu. Con gái đều thích
người đàn ông thông minh, có bản lĩnh. Thật ư? Sau này huynh có dự định gì? Huynh sẽ bày tỏ trước hay chờ cô ấy mở miệng? Không biết có cơ hội hay không. Thân ta giờ vẫn còn trúng độc, cô ấy sống chết thế nào cũng chẳng hay. Mỗi người một nơi, không nói trước được điều gì. Mỗi người một nơi. Đúng thế, từ khi chia tay ở Hàn Nguyệt Sơn Trang đến nay bực vô âm tín. Thì ra còn có một nơi gọi là Hàn Nguyệt Sơn Trang. Cô nương ấy là ai? Ta chỉ biết cô ấy tên gọi Triển Thập Thất, là sát thủ của Triển Bộ. Ta gặp cô là muốn hỏi có thể phá lệ, nói cho ta biết tin tức của họ. Ta biết cô có nguyên tắc của cô. Ta đã làm khó cô, phải không? Ta hiểu rồi. Thì ra là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đúng vậy, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ta sẽ giúp huynh. Tốt quá. Cô muốn bao nhiêu tiền ta đều đưa. Không cần. Ta gọi huynh lão giảng, huynh gọi ta là lão cung. Ta sẽ sớm xem huynh như người nhà mà. Huynh muốn biết điều gì xin cứ hỏi, ta sẽ trả lời huynh. Tốt quá. Giảng công tử à, nói chuyện ở đây không tiện, về phòng nói đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Giảng huynh, nhanh lên. Được, ta... Nữ sát thủ ở Triển Bộ là kiên cường nhất, nhưng vẫn chưa biết thế nào là đau khổ buồn thương. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta còn không dám tin. Thế nào? Mùi vị ganh tị nó làm sao? Bây giờ có phải ngươi đang rất muốn giết người? Không. Nếu ngươi dám đụng huynh ấy, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ta thật không hiểu. Ta buồn không phải vì họ. Thế tại sao? Ta có mạng sống của ta. Thập Thất, ngày càng cô càng không giống một sát thủ. Giống gì? Giống một cô gái bình thường. Nếu ngươi dám giết huynh ấy, ngươi sẽ thấy bản sắc giết người của ta. Ta sẽ không ra tay một cách manh động. Giết hắn cần thời cơ thích hợp. Trước khi thời cơ đến, ta sẽ không bứt dây động rừng. Lần này là muốn trò chuyện với ngươi một chút. Ngươi cần biết, mỗi lần trò chuyện như vậy đều có thể là lần cuối. Triển Thập Thất. Đúng là Triển Thập Thất. Cô đã gặp cô ấy sao? Không. Triển Bộ đã đến tìm ta, đều được xếp hạng 20. Trước đây cha của ta đã từng trị thương cho Triển Thập Tứ. Huynh nói đến Triển Thập Thất, ta nghe bọn họ nhắc đến nhiều lần. Vậy cô đã nghe họ nói gì? Nghe nói cô ấy đã phản bội Thập Sát Môn. Trong lúc làm nhiệm vụ đã bỏ trốn. Thập Sát Môn đã phái rất nhiều sát thủ truy sát cô ấy, nhưng đều bị cô ấy hạ gục. Khi huynh nhìn thấy cô ấy ở Hàn Nguyệt Sơn Trang, có lẽ là lúc cô ấy vừa trốn chạy không lâu. Thảo nào Triển cô nương đi không nói câu nào. Thì ra là như vậy. Huynh đang nói gì? Không có gì.
Chúng ta nói tiếp về thập sát môn đi. Ta nghe nói đó là tổ chức chuyên giết người. Thế họ có môn phái gì không? Thập sát môn là tổ chức giết người tàn bạo. Tất cả những thành viên đều là cô nhi, không gia đình, không bằng hữu, cho nên không có nơi nào để nương tựa, chỉ thực hiện nhiệm vụ giết người, không có danh tính, chỉ có thứ hạng. Thế là Trịnh Thập Thất chỉ là thứ hạng của cô ấy. Đúng vậy. Tự xếp hạng có thể thấy võ công của cô ấy rất cao. Thập sát môn chia làm triển bộ và danh bộ. Triển bộ phụ trách giết người. Vũ khí giết người của họ cũng rất đặc biệt. Tất cả đều là những vật dụng đời thường. Ví dụ như kéo, quạt, tẩu thuốc, lược, cần câu, lưới, vân vân. Tất cả những thứ đó đều là vũ khí giết người của họ. Triển cô nương dùng ô. Một bộ phận khác là danh bộ. Nhưng bọn họ cụ thể làm nhiệm vụ gì ta không rõ. Chỉ biết người bị thập sát môn để mắt đến, cho dù là nhân vật khét tiếng thế nào, hy sinh bao nhiêu sát thủ, chỉ cần nhiệm vụ chưa hoàn thành, bọn họ đều truy sát đến cùng. Bọn họ đối xử với phản đồ như thế nào? Cũng thế, nếu sát thủ có thứ hạng thấp không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ không ngừng phái các cao thủ có thứ hạng cao hơn đến truy sát, quyết không để sát thủ phản đồ tồn tại. Nên e rằng Triển cô nương lành ít dữ nhiều. Giờ phải làm sao? Giảng công tử đừng lo. Giang hồ hiểm ác. Nếu lỡ cô ấy chết rồi, huynh có thể tìm ta. Tìm cô để làm gì? Cô cũng không thể thay đổi sự sống chết. Ta vừa nói sai. Triển cô nương võ công cao thế, nhất định sẽ không sao. Hai người nếu có duyên, nhất định sẽ được ở bên nhau. Đa tạ cô. Ta cũng tin rằng ta sẽ tìm được cô ấy. Chỉ cần ta còn sống, huynh chắc chắn sẽ sống. Diệp Tiếu Tiếu cũng bảo huynh mạng lớn. Cô nương HO đó cha ta cũng biết rất rõ. Ông ấy không đưa huynh đi, ta sẽ bảo cha ta đưa đi. Đa tạ cô nương. Chúng ta đều là bạn hữu, điều này là nên làm. À, vừa nãy cô nương nói có gì cần nói với ta. Cô nói đi. Không cần nói nữa. Tại sao ta nghe đây? Việc này tuy quan trọng với ta, nhưng không quan trọng với huynh. Sao lại không quan trọng với ta? Chúng ta chẳng phải là bằng hữu ư? Thế thì còn rạch ròi của ta của cô làm gì nữa? Ta thật sự lấy làm hiếu kỳ. Huynh hiếu kỳ về ta một chút cũng không phải là việc xấu. Thế thì cứ hiếu kỳ vậy đi. Hãy chờ xem duyên phận. Thank you.
thấy ta một mình nhàm chán, đến tìm ta uống trà phải không? Giảng huynh, huynh có đây không? Ta ở đây, vào đi. Thì ra huynh ở đây. Đúng thế, có gì mà vội vàng thế? Ta tìm huynh mãi chả thấy đâu. Huynh bảo ở hậu viên mà không thấy. Ta đến phòng tìm cũng không thấy. Ta lo chết đi được. Ta còn sợ huynh bị yêu ma quỷ quái nào bắt đi. Nói vậy ta là yêu quái rồi. Nếu cô nói vậy ta cũng đành chịu. Ý của ngươi là vậy mà. Được rồi, lúc nãy có một số việc không tiện nói ở hậu viên, nên ta và cô ấy đã đến đây. Huynh đổi địa điểm thì nói với ta một tiếng. Huynh mất tích đến 3 tuần hương, lo chết đi được. Như Doãn công tử và Tiểu Thiên Phương ồn ào cũng 3 tuần hương thì xảy ra chết người. Cái gì? Cô vừa nói gì? Doãn công tử và Tiểu Thiên Phương đã cãi nhau bao lâu? 3 tuần hương, khoảng cỡ đó. Từ lúc Thi công tử lên lầu đến khi phát hiện ra Tiểu Thiên Phương chết, tổng cộng mất bao lâu? 1 tuần hương. Ta chỉ nhớ 1 tuần hương, nhưng ta nhớ không sai. Từ khi ta lên lầu đã nghe tiếng Tiểu Thiên Phương đang cãi nhau, sau đó yên tĩnh một lúc, cho đến khi ta sắp thiếp đi, một tiếng sấm kinh hồn khiến ta tỉnh giấc, dường như sắp mưa. Sau khi tỉnh, ta nghe rõ tiếng Thi công tử đang cãi giả. Thời gian chính xác khoảng 3 tuần hương. Vậy tiếng sấm là ý gì? Vấn đề là lúc tiếng sấm vang lên, Thi công tử vẫn ở dưới lầu, không có lên lầu. Thế thì trước khi tiếng sấm vang lên, cô nghe tiếng ai đang cãi nhau với Tiểu Thiên Phương? Lẽ nào còn có người khác? Hỏng rồi, những phán đoán trước đó của ta sai hết rồi. Chúng ta hãy nhanh chân đến chỗ Thi công tử xác nhận lại. Đi thôi. Chờ ta. Doãn công tử, Doãn công tử, ta có vài câu muốn hỏi huynh. Chính là Tiểu Thiên Phương. Doãn công tử, Doãn công tử, huynh đệ ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi nghe không? Doãn công tử, Doãn công tử, Doãn công tử. Không xong rồi. Sao thế, hô quán gì vậy? Mưa máu, mưa máu, mưa máu. Đúng vậy, mưa máu. Huynh xem, cái này Triệu huynh, mau lên nóc nhà xem. Được.
Thiện tai, thiện tai. Các vị đến đây đều là để chữa bệnh cho Doãn công tử. Giờ Doãn công tử đã chết, Bần tăng ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nếu không còn việc khác, Bần tăng xin cáo từ. Thật ra ta cũng đã muốn đi từ sớm. Lát nữa ngươi đi gọi ta một tiếng. Thần y giỏi nhất cũng không thể biến chết thành sống, chỉ có thể vậy thôi. Tiểu yêu nữ, ngươi thì sao? Ta... Mọi người khoan đi đã. Ta không thể chữa khỏi bệnh cho ngươi được. Không đi thì ở đây làm gì? Nguyên nhân giữ mọi người lại là vì ta vừa phát hiện hung thủ giết Tiểu Thiên Phương không phải là Doãn công tử, mà là một người khác. Người khác? Có lý. Lẽ nào cái chết của Doãn công tử và Quạt Biển Thức không thể giải thích? Mọi người hãy chờ ta tìm được hung thủ rồi hãy đi. A Di Đà Phật. Doãn công tử ắt hẳn có lý lẽ riêng của mình. Nhưng để phá án cần bao lâu? Đúng vậy, cần bao lâu? 3 ngày được không? 3 ngày làm sao đủ được? 3 ngày e rằng lộ phí của Bần tăng cũng không đủ. Người xem, không cần 3 ngày. Sáng mai trời sáng ta có thể tìm ra hung thủ. Được, thật là chí khí. Hy vọng ngày mai trời sáng có thể tìm ra sự thật. Trời tối rồi, ta đi nghỉ trước đây. Dù sao ta cũng không thể trị khỏi bệnh của ngươi. Ta cũng đi nghỉ trước đây. Nếu cần giúp gì, cứ báo Bần tăng. Cáo từ. Hơi khác thường. Giảng huynh, một ngày kịp không? Không kịp. Như vậy sao huynh dám hứa? Ta muốn khích lệ bản thân một chút. Ta thấy càng gấp rút thì đầu óc ta hoạt động tốt hơn. Công tước cô nương, sao cô vẫn ở đây? Thời gian gấp gáp, ta muốn ở lại hỗ trợ huynh. Được. Doãn công tử có lẽ trước khi chúng ta đến vừa gặp nạn. Hoặc Biển Thước nhẽ ra phải chết trước huynh ấy. Giờ nãy do trời mưa to, vết máu bị tan chảy. Nhưng từ độ cứng thi thể Hoặc Biển Thước mà xem, hắn có thể chết trước khi trời tối. Lúc đó hắn ra khỏi phòng một cách mờ ám, chắc chắn là có việc gì quan trọng. Ta luôn đi theo hắn, sau đó thì không bám theo nữa. Chúng ta nhận định sai là hắn đã rời khỏi trước. Nhưng sự thật rất có thể Hoặc Biển Thước đã phát hiện ra manh mối gì đó, nên đã đi tìm chứng cứ. Không ngờ trên đường trở về, hung thủ đã sát hại hắn. Hung thủ đã giấu xác và hành lý trên nóc nhà, tạo hiện trường giả là hắn đã rời khỏi từ trước. Ta rất muốn biết rốt cuộc hắn đã đi đâu và làm gì. Còn nữa, Tiểu Thiên Phương bị giết, Doãn công tử sau khi nghe tiếng sấm mới đi lên,
Nhưng trước tiếng sấm kinh hồn đó, phòng của Tiểu Thiên Phương đã có tiếng cãi giả. Người đó là ai? Hiện trường Tiểu Thiên Phương bị giết, trên nền nhà có dấu vết bị lau, nhưng lại xuất hiện rất nhiều vết máu mới. Thật kỳ lạ. Lúc đó ta đã muốn hỏi Doãn công tử, vết máu có phải do huynh ấy lau không? Doãn công tử và Hoặc Biển Thước cùng chết, rất nhiều việc đều không thể xác minh. Ta đã sớm liệu trước vụ án này không đơn giản. Chỉ trách ta không sớm nói rõ. Giảng Quynh, bây giờ vẫn còn cơ hội, nhất định sẽ tìm ra chân tướng đang chờ chúng ta phát hiện. Khi người còn sống không thể trả lời, thì chúng ta đi tìm người chết để hỏi vậy. Lúc ta điều tra vụ án lần trước, Doãn công tử đã thừa nhận hắn là kẻ giết người. Lúc đó ta cũng bị Chiến Thắng u mê đầu óc. Ta nên hỏi rõ tại sao sau khi chết còn bồi thêm một đao. Điều này rõ ràng là một điểm đáng nghi ngờ. Đúng vậy, vấn đề này đã khiến ta rất đau đầu. Ta muốn hỏi cô nương. Quynh cứ hỏi. Cô nương và Diệp Tiếu Tiếu quen biết đã lâu chưa? Thực ra bảo lâu cũng chưa hẳn. Là ý gì? Quynh ấy và cha ta là mối thâm giao cũ. Lúc nhỏ Quynh ấy thường đến nhà ta luận bàn về y thuật với cha ta. Sau khi ta lớn lên thì không gặp Quynh ấy nữa. Năm nay đột nhiên Quynh ấy viết thư hẹn ta đến chữa bệnh cho Doãn công tử. Nên ta đến. Sao vậy Giảng công tử? Huynh hoài nghi huynh ấy là hung thủ sao? Hắn có phải là hung thủ hay không? Khoan bàn dội. Hắn tuyệt đối không phải là người cô nương biết thần y Diệp Tiếu Tiếu. Trước khi phá án, ta càng khẳng định rõ thân phận của hắn hơn. Muốn tìm hiểu hắn, Giảng huynh cần đánh không? Nếu như chúng ta đấu nhau, cô sẽ giúp ai? Nếu hắn không phải là Diệp Tiếu Tiếu, ta sẽ giúp huynh. Nghĩa khí. Trường Giang, Bi Kỷ Trì, Dạng Lý, Niệm Tương Quy. Huấn thuộc Cao Phong Giảng, Sơn Sơn, Hoàng Diệp Phi. Thơ hay, chữ đẹp. Mang cả đao đến à? Ba người các ngươi ban đêm không mời mà đến, trừ phi xác định ta là hung thủ. Trước khi xác nhận hung thủ, ta càng muốn xác minh thân phận của ngươi hơn. Thân phận của ta? Tại hạ là Diệp Tiếu Tiếu, loạn đao thần y. Người trên giang hồ gọi là loạn đao thần y. Bản lĩnh khai đao chữa bệnh thiên hạ vô song. Bản lĩnh dùng phi đao giết người trên giang hồ cũng rất giỏi. Khách khí rồi. Làm người thẳng thắn, bất kể là đối với bằng hữu hay người xa lạ, hắn đều thích nói thẳng. 8 năm trước Diệp Tiếu Tiếu chết ở H.O. lĩnh, chết bên cạnh chum rượu của bằng hữu hắn là H.O. nương nương. Câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết. Trên giang hồ rất ít người biết. Tiếp sau đó vụ án được đưa đến Thần Cơ Cốc. Cha ta Giản Tận Quang chưa kịp điều tra thì thảm án ở Thần Cơ Cốc xảy ra. Sau đó vụ án này bị ta biết được. Rốt cuộc ngươi là ai? Quả thật không phải là Diệp Tiếu Tiếu. Nhưng ngươi hỏi ta là ai, ta đã sớm quên rồi. Trước khi trở thành Diệp Tiếu Tiếu, ta là Trương Đại Phong, trưởng lão thần khuyển. Lúc đó y thuật siêu nhiên của Diệp Tiếu Tiếu
và cách đối nhân xử thế của hắn đã tác động đến ta. Nên sau khi hắn chết, ta đã trở thành hắn, thay hắn sống tiếp. Hoài niệm hắn thật đấy. Vậy y thuật của ngươi? Ta bẩm sinh học gì cũng rất nhanh, dù là võ công hay y thuật. Đến giọng nói tướng người, ta đều có thể bắt chước được. Nhưng ông trời lại không cho ta một thứ, đó là nhân cách riêng của ta. Cho nên khi nhân cách của người khác ảnh hưởng đến ta, ta sẽ biến thành người đó. Hình như ta đã nghe đến hắn. Trong sách ta từng đọc cũng từng nhắc đến ngươi. Ngươi chính là thiên diện nhân trong truyền thuyết. Thiên diện nhân. Từ rất lâu, ta đã có cái tên này, nhưng ta không thích. Ta vẫn thích tên khác hơn. Trước khi trở thành Diệp Tiếu Tiếu, ta là Trương Đại Phong, trưởng lão thần khuyển. Trương Đại Phong ta trên giang hồ lời nói tự nghìn cân. Nói một là một, bằng hữu trên giang hồ nể trọng, đều gọi ta là lão đại. Trước khi trở thành Trương Đại Phong, ta là quỷ nhãn phi thoái điên loạn. Trước khi trở thành quỷ nhãn phi thoái, ta là yêu nhân Trúc Diệp Thanh. Tuy là một nữ nhi yếu đuối, nhưng ta làm rất nhiều việc mà nam nhân các ngươi không phải ai cũng dám làm. Ta còn có rất nhiều tên, ví dụ như Võ Di Tiên Tử Đồ Mục, Vô Hình Kiếm Khách Lý Thù, còn cả Thiết Quyền Vô Địch Tông Sơn, Mê Ảnh Trường Cung Lưu Tuyết Di. Hoài niệm quá. Mê Ảnh Trường Cung Lưu Tuyết Di, ngươi đã từng nghe? Đó đều là người của 60 năm trước. Lâu vậy ư? Tất nhiên. Thiên diện nhân tiền bối, thất lễ. Các hạ e là nhận nhầm người rồi nhỉ? Tại hạ là Loạn Đao Thần Y Diệp Tiếu Tiếu. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ chữa cho ngươi. Bảo đảm ngươi sẽ không hề hấn gì. Nếu ngươi đi tìm Thiết Diện Nhân, xin lỗi, ta không quen hắn. Những điều ta thấy nghi vấn đều có câu trả lời. Diệp Tiếu Tiếu nghe danh đã lâu. Khách sáo quá, đó chỉ là hư danh. Đây là mùi gì vậy? Đừng động vào. Đây là lê lô, ta đã tìm thấy ở cửa phòng Tiểu Thiên Phương. Lúc đó ta thấy rất nhiều dược liệu ướt, cho nên nhặt về xem sao. Chờ đã. Vừa nãy ngươi nói là dược liệu bị ẩm ướt. Đúng. Ta xem nào. Dược liệu ướt thật. Lúc đó mưa ư? Không. Vậy nếu có người có thể đóng giả một người khác? Triệu huynh, chân tướng ngày càng đến gần rồi. Đúng. Nếu lúc đó hung thủ là như thế, lúc xảy ra mưa máu, mưa máu. Đúng. Nếu như hung thủ dùng phương thức như vậy giết người, vậy thì trong phòng hắn sẽ lưu lại một thứ như vậy. Đúng. Đến chỗ Tiểu Thiên Phương. Tiền bối xin cáo từ trước. Đi, đến phòng Tiểu Thiên Phương. Cáo từ. Sáu mươi năm dài vậy sao? Bọn họ cần điều tra đến lúc nào? Không biết. Chúng ta còn cơ hội ra tay không? Không biết.
Giảng huynh, huynh cần tìm cái nào? Là bộ y phục lần đầu gặp hắn, chiếc áo hắn mặc. Chính là chiếc áo mà hắn luôn khoác phải không? Không tìm thấy. Đây là vết máu, như những gì ta đã nghĩ. Các người đến đây xem. Đây là cái gì? Hình như là giải bông. Có người đốt giải bông sưởi ấm mà. Triệu huynh, tìm được bộ y phục đó chưa? Chưa. Tìm không thấy là đúng rồi. Ý của huynh đây chính là bộ y phục đó. Câu đố đã có lời giải. Hãy gọi mọi người đến đây, ta sẽ công bố sự thật. Giảng huynh, giảng huynh, thế nào? Tìm được rồi, quả như huynh dự liệu. Được. Các vị, ta muốn báo với các vị, nhưng trước khi nói ra chân tướng, ta phải nói lời xin lỗi các vị. Vì sự sơ suất của ta nên đã không phát hiện ra hung thủ ngay từ đầu, để hắn có thêm cơ hội giết người diệt khẩu. Giảng công tử, ta không rõ lắm. Doãn công tử đã thừa nhận là hắn tự tay giết chết Tiểu Thiên Vương, cũng thuật lại khá rõ. Hắn đã che mắt huynh ở điểm nào? Doãn công tử không nói dối, nhưng những điều Doãn công tử nói ra chưa phải là sự thật. Bởi vì còn một khả năng, chính là những gì Doãn công tử nhìn thấy không phải là sự thật. Thiện tai, thiện tai. Thế rốt cuộc như thế nào? Sự thật chứng minh Doãn công tử không thật sự giết chết Tiểu Thiên Vương. Ta đã khám nghiệm tử thi của Tiểu Thiên Vương. Trên tử thi trúng 11 nhát dao. Nhát dao ở ngực là chí mạng. 10 nhát dao còn lại ra tay vừa nhanh vừa tàn độc, là sau khi Tiểu Thiên Vương đã chết. Tuy vị trí và số lượng các vết chém giống như Doãn công tử mô tả, nhưng người mà Doãn công tử chém là người sống, chứ không phải là xác chết. Điều này chứng tỏ vết dao trên cơ thể Tiểu Thiên Vương không phải của Doãn công tử mà là của người khác. Người đó là ai? Theo lời Tiểu Yêu Nữ nói, trước khi Doãn công tử lên lầu, phòng Tiểu Thiên Vương đã có tiếng cãi vã. Ta đoán hung thủ đã có mặt vào lúc đó, giết chết Tiểu Thiên Vương. Chính là trước lúc Doãn công tử lên lầu, người đã chết. Đã chết. Đúng. Có một vấn đề, người đó tranh cãi với Doãn công tử, và người bị Doãn công tử đâm chết là ai?
Tiểu Thiên Vương đã chết, không thể làm việc này. Đó chắc chắn phải là người sống. Người sống đó chính là hung thủ. Hung thủ là ai? Ta sẽ thuật lại quá trình gây án cho các vị nghe. Khi Tiểu Thiên Vương tức giận quay lên lầu, đóng cửa làm thực nghiệm, hung thủ đã vào phòng. Hai người đó đã cãi nhau kịch liệt. Hung thủ đã đâm một nhát vào ngực Tiểu Thiên Phương, sau đó cởi mũ, áo khoác, khẩu trang của Tiểu Thiên Phương, giấu thi thể vào tủ, sau đó dùng áo khoác lau vết máu trên sàn. Vì thời gian gấp gáp, hắn không lau hết được. Sau đó hắn chọn một bộ y phục của Tiểu Thiên Phương mặc vào, tạo hiện trường giả như ta đã thấy. Theo lời hẹn, Doãn công tử sẽ tìm Tiểu Thiên Phương để chữa bệnh. Doãn công tử đến, nhưng huynh ấy không ngờ người trước mặt huynh ấy không phải là Tiểu Thiên Phương, mà là một người khác. Sau đó hung thủ theo kế hoạch dẫn dắt Doãn công tử ngộ sát chính mình. Có gì thì thương lượng, ta sẽ đưa tiền cho ngươi, ta vẫn để ngươi chữa cho ta. Thế nào? Ta đã nói thế, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi đưa cho ta, đưa cho ta. Sự thật chỉ có một người biết võ công, hắn sẽ dùng nội lực bảo vệ bản thân. Huống hồ gì còn có áo giáp bảo vệ, đao kiếm không thể đụng đến. Hung thủ không phải do Doãn công tử giết, hắn cần giả vờ chết. Nhưng xảy ra điều bất ngờ, Doãn công tử muốn lột mặt nạ của Tiểu Thiên Phương, xem hung thủ thật sự đã chết chưa. Khi mặt nạ vừa kéo xuống, thân phận của hung thủ bị bại lộ, cho nên hắn quên mất bản thân đang giả chết, nhóm dậy ngăn cản Doãn công tử. Doãn công tử cho rằng Tiểu Thiên Phương sống lại, huynh ấy bèn chụp lấy nghiêm mục trên bàn, đập mạnh vào đầu hung thủ. Sau khi Doãn công tử bỏ đi, hung thủ lại tranh thủ sắp xếp lại hiện trường. Đó là hiện trường mà chúng ta đã thấy. Mặc dù hắn đã bị thương, nhưng vẫn cố gắng chịu đau, kéo thi thể của Tiểu Thiên Phương ra khỏi tủ. Căn cứ lại vết đau trên cơ thể mình rồi chém 10 nhát như vậy lên cơ thể. Như vậy mới giống những gì Doãn công tử nói. Đây cũng là điều tại sao ta phát hiện trên cơ thể Tiểu Thiên Phương, ngoài vết dao chí mạng ra, đều là những vết chém sau đó nửa giờ. Bởi vì dẫn dụ Doãn công tử giết người nên đã chậm mất nửa giờ. Sau đó hắn phải cởi y phục trên người mặc lại cho thi thể, mũ và khẩu trang cũng phải mang lại. Như vậy Doãn công tử nhìn thi thể dưới đất mới tưởng rằng mình giết Tiểu Thiên Phương. Làm hết mọi thứ trên còn chưa thể đi, bởi vì còn chuyện quan trọng nữa. Chuyện gì? Hai lần giết người nên sẽ có hai bộ quần áo nhím máu. Một bộ mà chúng ta thấy mặc trên người Tiểu Thiên Phương, còn một bộ tuyệt đối không được bỏ lại. Vậy nên hung thủ chọn tiêu hủy bằng chứng tại chỗ. Bọn ta phát hiện ra trong lò sưởi mảnh vải đốt chưa sạch đó. Đến xem đây là gì. Cái này hình như là vải. Hủy chứng cứ. Hung thủ chọn đi từ cửa sổ, trở về nơi mình nên ở, đợi vụ án bị phát hiện. Doãn công tử đến chết cũng tưởng rằng mình giết Tiểu Thiên Phương, sau đó cũng làm lệch hướng phán đoán của ta. Vậy hung thủ là ai? Ta nói ra mọi người đừng quá ngạc nhiên, hung thủ chính trong chúng ta. Giết chết Doãn công tử, Tiểu Thiên Phương còn có quạt biển thước, chính là ông hòa thượng nghèo. Thiện tai, thiện tai. Giảng huynh, có gì hiểu lầm không?
Giảng công tử nói đùa. Lúc xảy ra vụ án, Bần tăng không có ở khách điếm. Không sai đâu. Lúc đó ông ấy ra ngoài mua thuốc. Chúng ta đều thấy A-di-đà Phật. Bần tăng ra ngoài mua thuốc đã. Các vị đủ chưa? Hiệu thuốc này đi đi về về mười mấy dặm, không có thời gian giết người. Ông đúng là có bằng chứng vắng mặt, nhưng bằng chứng này là giả. Triệu huynh, còn nhớ cái này không? Lê Lô. Đúng. Huynh nhặt trước cửa phòng Tiểu Thiên Phương. Đây là Lê Lô ta nhặt trước cửa phòng Tiểu Thiên Phương. Ta thấy vị thuốc ướt rồi, cho nên nhặt về xem sao. Hôm đó ông đi mua thuốc, trời không mưa, nhưng lúc đi về thì thuốc lại ướt. Tiểu Thiên Phương, vậy là sao? Giả Hòa Thượng. Hòa Thượng, là sao? Vì ông đã mua sẵn từ ngày hôm trước, cất ở trên mái nhà, đúng không? Hôm đó ông nói đi mua thuốc trước mặt mọi người, sau đó vòng qua hậu viện, treo vào phòng của mình. Tiếp theo từ phòng mình xuống tầng 2, vào phòng Tiểu Thiên Phương. Sau đó xử lý thi thể, giả làm Tiểu Thiên Phương, dẫn dắt Doãn công tử giết mình. Hoàn thành kế hoạch giết người này, ông lấy Lê Lô đã chuẩn bị sẵn từ mái nhà xuống, giả vờ như là vừa đi mua thuốc về. Chỉ là có một điểm không hoàn hảo, hôm trước đó mưa quá lớn, thuốc giấu trên mái nhà ướt hết. Sau đó Hoặc Biển Thước phát hiện ra vấn đề của thuốc, âm thầm đến hiệu thuốc kiểm tra. Chỉ đáng tiếc trên đường về bị ông diệt khẩu. Giảng công tử đương nhiên nói rất đạo lý. Bần tăng tuy nói dối nhưng cũng không phải. Chứng cứ chứng minh ta ở phòng Tiểu Thiên Phương. Giảng huynh, Hòa Thượng nói có lý. Ta không nhớ ta có giết người. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, ông đau không? Doãn công tử mạnh tay thật đó. Vết thương bị nghiêm mực đập đến giờ vẫn chưa khỏi. Cậu đúng là quý nhân hay quên. Vết thương này không phải do nghiêng mực, mà do ngã từ trên lầu xuống gây nên. Có chuyện rồi. Chuyện này mọi người đều nhìn thấy. Hôm đó ông mang mũ, quả thật rất khó để phân biệt vết thương là do nghiêng mực hay là do ngã mà ra. Nhưng vết đao thì dễ phân biệt hơn nhiều. Vết đao, có thể cởi áo trên của ông để bọn ta nhìn vết thương mà Doãn công tử để lại không? Muốn tạo hiện trường giả Doãn công tử giết chết Tiểu Thiên Phương, không chịu thay thế Tiểu Thiên Phương dài đao sao được? Tuy lúc đó có áo giáp bảo vệ, nhưng đao của Doãn công tử vẫn làm ông bị thương. Diệp Tiếu Tiếu đã từng nói ông hỏi huynh ấy đao đâm vào vị trí nào không dẫn đến chí mạng. Không sai, từng hỏi ta làm sao để tránh. Đây,
Đây. Và đây. Cho dù ta đâm ông 72 dao, ông cũng không chết. Lúc giả làm Tiểu Thiên Vương, chịu 10 đao của Doãn công tử, tuy đã cố tránh chỗ hiểm, nhưng cũng chảy ra khá nhiều máu. Tinh thần không tốt, nói bị nhiễm phong hàn. Vậy ở đây có nhiều đại phu như vậy, để cho họ xem ngươi bị nhiễm phong hàn hay là bị mất máu quá nhiều. Hòa thượng, rốt cuộc có phải ngươi không? Doãn công tử nói không sai, ba người này đều là do ta giết. Vết thương giống hệt trên người Tiểu Phương. Giả hòa thượng, vì sao ngươi lại làm như vậy? Nhưng có một chuyện Doãn công tử nói sai rồi. Ta nói dối không phải vì hắn phát hiện ra bí mật phương thuốc, mà vì hắn nên chết. Vì sao? Ba người này đều có nghiệp nặng trên người. Câu chuyện này phải nói từ một năm trước. Năm đó ta đi khắp Trung Nguyên, tới sơn động phát hiện ra một ngôi miếu tàn. Bên trong có nhiều đứa trẻ ăn mày sinh ra. Bọn họ đều có bệnh kỳ lạ, bệnh giống như của Doãn công tử. Đám trẻ này nhỏ nhất thì 7-8 tuổi, lớn nhất thì 11-12 tuổi. Bọn chúng đều trúng độc lạ. Mặc dù bọn chúng đã giải độc rồi, nhưng lại khiến cho chúng bị ảnh hưởng khó lường. Bọn chúng sẽ nhanh chóng chết đi. Đứa nhỏ để ta xem. Đại sư, cậu bé, ngài cứu chúng tôi, cứu chúng tôi. Được, được. Không sao đâu. Không sao. Không sao đâu. Y thuật ta có hạn, không thể làm gì. Ta tiếp tục đi về phía Tây. Nhưng trên đường người gặp phải ngày càng nhiều, ăn mày bị bệnh ngày càng nhiều. Ta cứ điều tra thì gặp phải Hoạt Biển Thước, chuyên chữa bệnh cho đám ăn mày. Nhưng mà độc không phải do Hoạt Biển Thước hạ. Hắn chỉ đưa đám ăn mày tới một nơi bí mật trong một thời gian. Nơi này chính là y quán của Tiểu Thiên Phương. Ta nói vẫn chưa có kết quả sao? Đám thử thuốc tới ít quá, tiến độ có hạn. Mỗi lần chỉ đưa tới 6 người, nhiều nữa lại sợ đám đó chú ý tới. Đám ăn mày đó ai sẽ để ý chứ? Mạng của bọn chúng không đáng tiền. Đưa tới đây nhiều một chút, ta sợ không đợi được lâu nữa. Nhiều người lại phức tạp. Yên tâm, tiền không phải là vấn đề. Sẽ không thiếu ngươi tiền. Ngoài ra, ngoại trừ bang chủ ở Sơn Đông với Hà Bắc, những bang chủ ngươi quen không? Đưa chút tiền cho bọn họ. Doãn công tử yên tâm, có tiền thì dễ làm. Cũng đừng chỉ tìm nam, con trai dễ bị hỏng. Tìm chút con gái chịu tốt hơn. Được, được, được. Thế đạo bây giờ cũng không khởi sắc, đám người đó sẽ không ai để ý. Phần thí chủ, Phần thí chủ, ngài bớt giảng đạo lý với ta. Muốn có càng nhiều thuốc mới thì cần phải có người thử. Thử thuốc thì phải có người hy sinh một chút. Người đâu? Người không chết cũng là chuyện sớm muộn.
Phương thí chủ, huynh có nghe thấy tiếng kêu than của đám trẻ ngoài kia không? Bọn họ là người sống có da có thịt, trời xanh có đức. Ta cũng có đức của mình. Ta muốn bọn họ cống hiến vì y học. Một khi nghiên cứu ra thuốc, vậy thì có thể cứu mọi người rồi. Mà bọn họ chết vì thứ đó không phải rất tốt sao? Người muốn cả đời bọn họ đi xin cơm mà. Ta không nói vậy. Có ai muốn sinh ra phải đi xin cơm đâu. Vậy thì trách bọn chúng mệnh không tốt. May mà bọn chúng gặp ta. Bọn chúng có vinh hạnh thứ thuốc của ta. Cống hiến vì y thuật là chuyện ý nghĩa chừng nào. Người nói bọn chúng có nên cảm ơn ta không? Ta vốn nghĩ rằng cái chết của Tiểu Thiên Phương đổ tội cho Doãn công tử, các người sẽ loại bỏ hắn giúp ta. Các người lại thả hắn. Xin lỗi, ta đành tự mình ra tay. Là ta tu hành chưa đủ, là ta không kiềm được sát tâm của mình. Ta không phải là người xuất gia tốt. Dân thần y, đa tạ ngài dạy ta cách vận công chữa bệnh. Diệp thí chủ, đa tạ đã dạy ta cách dùng đao. Ta lại không lấy nó làm chuyện tốt. Ta xin lỗi. Triệu thí chủ, nhiều năm như vậy, ngươi luôn nghĩ ta là hòa thượng tốt. Ta phụ ngươi rồi. Giả hòa thượng, chúng ta quen nhau nhiều năm, nhân phẩm của ngươi ta hiểu. Giảng thí chủ, cuối cùng ngài cũng bắt được. Bần tăng cũng yên tâm rồi. Muốn giết muốn phạt tùy ngài định đoạt. Bần tăng quyết không hai lời. Vụ án của ngươi kết thúc rồi. Chỗ ta còn một việc quan trọng vẫn chưa hoàn thành. Nên ta tạm thời nhốt ngươi lại. Nhốt ta lại, không sợ ta chạy nữa sao? Giảng quân, sáng mai đưa hắn tới quan phủ. Giả hòa thượng, huynh biết không, ta ngày càng bái phục huynh. Vì sao? Ta nghĩ huynh so với các anh hùng võ công cao cường còn anh hùng hơn. Quá khen rồi. Dù sao cũng đa tạ cô đã khen ta. Sao vậy? Vì chuyện của hòa thượng kia. Đúng thế. Giả hòa thượng là người tốt nhất ta từng gặp. Nhớ lúc đầu hắn khuyên ta xuống núi. Lúc đó nói với ta, trên núi có một đại dương mà thôi, nhưng không chứa nổi đại hiệp. Muốn làm đại hiệp phải xông ra thế giới ngoài kia. Nhưng không ngờ rằng lúc chúng ta gặp mặt lại thành như vậy. Hắn thật sự là người tốt. Hắn bị Doãn công tử ép thành như vậy. Có phải huynh hối hận ta đã dạy tội hắn? Sao vậy chứ? Huynh là người điều tra, tìm ra chân tướng là việc nên làm. Lại nói, nếu huynh không dạy tội hắn thì chúng ta sao biết trên đời này có nhiều ăn mày đáng thương. Ta khó chịu là vì ta thương hắn, bị ép giết người. Đúng vậy, khó khăn lắm hắn mới buông đao xuống, lại phải nhấc đao lên giết người. Trong lòng phải chịu khổ chừng nào. Triệu huynh giúp ta. Thăng tiên tử giết người là vì mệnh mình. Hòa thượng nghèo giết người là vì đám ăn mày. Giết người không phải ý của bọn họ. Đây không phải là lỗi của bọn họ.
sai là bọn kiếm lợi cho riêng mình. Đám cầm đao vô hình, người cầm đao giết người vô hình, đôi tay từng người bọn họ có đầy máu người vô tội. Đáng sợ nhất là bọn họ không tự mình nhận sai, còn nghĩ rằng hợp tình hợp lý. Doãn công tử là người như vậy. Huynh nói đúng, đám người đó nên bị dạch tội ra. Giảng huynh, huynh định xử lý hòa thượng nghèo thế nào? Chân tướng là chân tướng, đúng sai là đúng sai, quan phủ sẽ xử lý công bằng. Giảng huynh, không phải ta tò mò. Cái gì? Vì sao huynh lại thay đồ ở đây? Chỗ này bí mật mà. Ta sẽ giải thích rõ chứ huynh, lát nữa huynh sẽ biết thôi. Bí mật. Quá ra là các người ở đây. Sao cô lại tới hả? Giảng huynh, đây thật sự là chỗ bí mật. Được rồi, ta đi đây. Mấy năm này có chút kích thích, đầu óc không linh hoạt, luôn nói linh tinh, đã tạo không ít phiền phức cho ngươi. Ngoài ra, ta thấy hòa thượng nghèo là người tốt, nên giải quyết thế nào tùy ngươi. Được, tiền bối, gặp lại sau. Cáo từ. Giảng công tử, giao chỗ này cho huynh rồi, nhớ giúp ta giữ bí mật, sau này gặp lại. Đợi chút, có việc gì? Mong huynh ở lại giúp ta một việc. Giúp đỡ. Đúng. Không giấu gì, ta muốn giết một người. Tiểu tử đó có bản lĩnh. Ngươi thật sự muốn bảo vệ hắn đến cùng sao? Đúng vậy. Hắn cùng với ả tiểu yêu nữ kia suốt ngày huynh huynh muội muội. Ngươi không thấy hận sao? Ta có thể giúp ngươi giết đôi nam nữ kia. Xem ra ngươi vẫn không hiểu. Ta chưa hề muốn ở bên cạnh huynh ấy. Ta bảo vệ huynh ấy vì không muốn huynh ấy chết. Ngươi có phải là Triển Thập Thất mà ta quen không? Sao lại thành ra thế này? Ta kể cho ngươi nghe một bí mật. Ngươi còn nhớ Triển Thập Thất trước đó không? Đương nhiên, cô ta thâm niên hơn ta, gia nhập thập sát môn cùng lúc với Triển Tứ, sau đó trở thành phản đồ. Mãi đến mấy năm năm trước thì bị trừ khử. Sao? Phản đồ việc này cũng có thể lây lan ư? Ta chưa nói với người, người trừ khử cô ta là ta.
Năm đó ta là Triển Nhị Thập Bát. Triển Tứ giao cho ta nhiệm vụ, sai ta đi trừ khử một kẻ phản đồ. Bảo Danh Bộ đã tìm ra nơi ẩn thân của cô ta. Thế là ta đi. Biết dung hòa giữa chọn hiền tài và giữ chữ tính. Địch nhân bất năng thân kỳ thân, bất năng tử kỳ, tử sử lão hữu sở chung, tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng, cô quả đơn độc phế tật giả, giai hữu sở dưỡng, nam hữu phần nữ hữu quy. Cô nương hỏi đường phải không? Ta tìm Điểu Sắc Tân. Đó là nương tử nhà chúng tôi. Cô ấy ra đồng làm việc rồi. Ta ở đây nấu cơm cho cô ấy. Cô ấy nhìn thấy khói bốc lên, ngửi thấy mùi khói này khắc sẽ về. Ta rót cho cô cốc nước trà nhé. Cô nương đừng chê cười, trà này là chúng tôi tự trồng. Tuy không cao sang gì nhưng mùi vị rất ngon. Nhà lá đơn sơ, đều trách ta vô dụng. Công danh 7 năm không thi đỗ, vốn dự định buôn bán nho nhỏ nhưng nương tử ta không chịu, còn gói ghém tất cả đồ làm nông lại, bảo ta hãy yên tâm mà đèn sách. Nương tử ta gì cũng giỏi, nhưng cô nương đừng ăn cơm cô ấy nấu, cái mùi vị đó. Cho nên cơm canh đều là do ta nấu. Mọt sách, cơm nấu xong chưa? Nương tử ta đã về. Nào, nàng có bằng hữu đến. Bằng hữu? Một cô nương Miến Điện, rất giống với lần đầu ta gặp nàng. Ăn cơm thôi, gọi cô nương ấy vào cùng ăn. Lưỡi liềm ta quên ở ngoài đồng, huynh đi lấy về giúp ta. Ăn cơm trước đi nhé. Ngoan nào, mau lấy về giúp ta. Được, ta đi ngay. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng đứng ở đây. Cũng đừng đi quá xa, ta sợ huynh ấy không tìm được ta. Không ngờ thân thủ ngươi giờ lại chậm chạp vậy. Sống cuộc đời bình thường không cần thân thủ nhanh, nhanh cũng chỉ để giết người mà thôi. Ta biết giờ nói gì cũng vô dụng, nhưng ta vẫn muốn nói. Ngươi biết không, hai người bên nhau cùng ngắm mặt trời lên, thật tuyệt. Ngươi có thể tha cho ta không? Ta cầu xin ngươi. Đây chính là số mạng.
Ngươi vì cô ấy mà báo thù phải không? Ngươi cũng chỉ là một mạng người. Ta mãi mãi không quên được ánh mắt người đàn ông đó nhìn ta. Không thù hận, không sợ hãi, chỉ có triều mến. Mảnh sân nhỏ đó có một thứ gọi là mùi khói, khiến ta không quên được. Cốc trà đó rất ngon. Cô ta còn tự đặt cho mình một cái tên gọi là Liễu Sắc Tân. Ta cũng muốn có cái tên riêng của mình. Ở Triển Bộ, đến tên cũng không có. Ta chưa từng mơ mộng có thể ở bên huynh ấy thật sự. Có lẽ huynh ấy chưa từng thích ta. Thế thì đã sao? Đã từng có người chăm chú trị thương cho ta, xả thân cứu ta, khiến ta thấy mình là một nữ nhi. Chỉ cần như vậy thôi, ta nguyện chết cùng huynh ấy. Nhưng huynh ấy bị người của Thập Sát Môn để mắt đến. Nếu người chết thay hắn vạn lần cũng không đủ, thế thì ta cũng phải thử xem. Giản công tử, Giản công tử, tên hòa thượng nghèo bỏ trốn rồi. Ta đi truy tìm hắn đã. Chờ đã. Sao thế? Đừng truy sát đến cùng nhé. Được. Còn nữa, đừng quay về quá nhanh. Ta còn phải giết người. Hiểu rồi. Ngươi làm được không? Được, chờ ta về. Đừng chạy, đứng lại. Tại sao? Câu chuyện của ngươi rất cảm động. Tặng ngươi một món quà để hắn chết trước mặt ngươi. Bà chủ, bà làm gì vậy? Ta chẳng phải là bà chủ gì cả. Ta là sát thủ của Triển Bộ. Sát thủ của Triển Bộ. Kinh ngạc lắm đúng không? Không. Hôm nay ta tiễn các ngươi đôi uyên ương mệnh khổ được đoàn tụ. Giản công tử, chạy nhanh đi. Đứng lại. Muốn sống hãy thật thà nói ra rốt cuộc muốn gì. Muốn giết cứ giết. Nhưng mà tên huynh đệ có bệnh của ngươi, một mình nằm ở khách điếm e khó qua khỏi. Không xong rồi, trúng kế rồi.
Chờ đã, chờ đã. Ta khuyên ngươi đừng động đậy, bởi vì ở đây người chết đã quá nhiều. Sứ mệnh của ta là tiễn người lên Tây Thiên. Lẽ nào ngươi cầm kiếm là muốn liều mạng cùng ta? Ta không biết dùng kiếm, đó chỉ là một vật chứng. Đồ bỏ. Cô ta có thể chịu được bao lâu? Ta đã đồng ý với đồ đệ của ta để ngươi chết trước mặt cô ta. Đến đây. Tên hòa thượng nghèo sao không bỏ chạy? A Di Đà Phật, bằng tăng không chạy nổi nữa, ra tay đi. Ra tay cũng được, nhưng ta phải nói rõ. Giảng công tử là thám sự, người làm thám sự thì có nguyên tắc riêng. Cậu ta chỉ cần biết đến sự thật, không màng nhân tình. Nhưng ta là một lang y, ta cũng có nguyên tắc của ta. Khi chữa bệnh ta không phân biệt tốt xấu, nhưng khi giết người thì phân rất rõ. Thế ngươi đến đây làm gì? Giảng công tử bảo ta đuổi theo ngươi, nhưng ta muốn tiến hành một giao dịch với ngươi. Giao dịch xong ta sẽ thả ngươi đi, ngươi thấy sao? Giao dịch. Còn giảng công tử đâu? Huynh ấy bận giết người. Ta đã là một tên tội phạm giết người, ngoài cái mạng này ra không biết còn có thứ gì có thể mang ra giao dịch với ngươi. Mạng rách của ngươi ta không cần. Cái ta cần là ngươi hãy dạy cho ta những gì ngươi được học, sau đó ta sẽ thả ngươi. Cô nương, y thuật khâu vết thương của cô là thiên hạ vô song, ta có thể dạy gì cho cô nữa chứ? Đã là một lang y, ta muốn trở thành nữ thần y đệ nhất trong thiên hạ. Không đúng, phải là thần y đệ nhất trong thiên hạ. Để đạt được điều đó, ta còn phải học hỏi rất nhiều y thuật khác. Bần tăng lăn lộn ở Trung Nguyên nhiều năm, những gì được học đều ở đây. Phương pháp y nghiệm trong dân gian. Giao dịch đã xong. Bần tăng muốn đi tự thú, để nữa sẽ không còn thời gian. Hòa thượng xin bảo trọng. Ta phải quay về tìm giảng công tử, huynh ấy đang chờ ta. Đi thôi. A Di Đà Phật. Chúc cung thí chủ toại nguyện. Ta khuyên ngươi đừng động đậy, động đậy sẽ chết. Thì ra ngươi biết võ công. Ta chỉ nói ta không biết dùng kiếm, chứ không nói không biết dùng lực. Đã gọi là loạn đao thần y, đao pháp không giỏi làm sao tồn tại trên giang hồ. Ta khuyên ngươi hãy ngồi im. Không ngờ bản lĩnh giết người kém hơn cả cứu người. Quá khen. Đây là do kế sách của giảng công tử quá hay. Chờ đã. Việc gì? Xin hãy nán lại giúp ta một việc. Giúp đỡ. Đúng. Thật sự không muốn giấu, ta muốn giết người. Đến ngay cả mạng mình còn khó bảo toàn, lại còn muốn giết người. Xin thứ lỗi không thể giúp đỡ, cáo từ.
Xin hãy nghe ta nói. Ngươi giúp ta giết người, ta giúp ngươi điều tra cái chết của Diệp Tiếu Tiếu năm đó. Thế nào? Triển cô nương, Triển cô nương, Triển cô nương, Triển cô nương. Cây đao trên người cô ấy đã nằm ngay quyệt vị. Chỉ cần vận động hoặc nổi giận, đao sẽ càng vào sâu thêm. Cho nên ta bảo ngươi đừng động đậy. Như vậy may ra còn hy vọng sống. Ngươi phát hiện ra lúc nào? Lúc huynh ấy được thường bà bà cứu, Giản công tử đã phát hiện ra. Dùng vũ khí của ngươi là tẩu thuốc, lần sau không cần che mặt nữa. Quên mất mùi thuốc trên người ngươi. Thì ra là vậy. Ta cứ sợ đánh rắn động cỏ, vì vụ án Doãn công tử vẫn chưa được phá, thời cơ chưa đến. Xem ra cô ta đã đoán rất chính xác. Giản Bất Tri, ngươi là kẻ gian xảo. Đã bảo ngươi không được động đậy. Ngươi nhiều nhất chỉ còn lại 3 bước thôi. Hãy nói cho ta biết, tại sao Thập Sát Môn muốn giết ta? Ta có thể tha mạng cho cô tiểu yêu nữ. Đừng mơ ta khai ra điều gì. Nhiệm vụ của ta là giết người. Nếu có chết cũng chết trong lúc ra tay giết ngươi. Đây là số mạng của ta. Không có nhân chứng sống thì làm sao? Triển cô nương, hãy nói tại sao Triển bộ muốn giết ta. Ta nói nhân chứng sống chết rồi. Cái này ta không cố ý. Hắn đột nhiên bỏ chạy.
xong rồi. Vất vả rồi. Không sao. Vết thương của cô ấy sao rồi? Ta đã khâu một ngày một đêm, những loại chỉ mang theo đều dùng cạn. Cô ta đã giữ được mạng. Yên tâm đi. Tại sao vẫn chưa tỉnh? Cô ấy không sao thật chứ? Lão giảng, Triển cô nương lát nữa sẽ tỉnh. Được. Cô sao vậy? Y thuật của cung tước ta tuy không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng có tiếng tăm trên giang hồ. Huynh không tin vào nhân cách của ta sao? Hay không tin y thuật của ta? Làm gì có. Chỉ là ta quá lo lắng thôi. Huynh biết ta ngưỡng mộ cô ta lắm không? Nếu người nằm đó là ta, chắc sẽ chẳng ai cứu. Ai bảo thế? Nếu người nằm đó là cô, ta sẽ làm bằng mọi cách để cứu cô. Thật ư? Nhưng trước hết ta phải dạy cho huynh trước. Thật sao? Mắt cô sao vậy? Ta... không sao. Hơi khó chịu thôi. Hay cô nghỉ sớm đi. Giảng công tử, sẽ có ngày huynh thành gia lập thất, xin đừng quên ta. Quên sao được? Chúng ta là bạn hữu mà. Vả lại chúng ta còn có thể cùng hành tẩu trên giang hồ. Ta không muốn bôn ba giang hồ cùng huynh. Tại sao? Đầu óc huynh chỉ nghĩ đến thám sự. Ngoài phá án ra chẳng có gì khác. Ta lại không giỏi cái này. Đến lúc đó chẳng phải trở thành vật đeo bám huynh sao? Ta muốn ngao du giang hồ, học hỏi y thuật, trở thành thiên hạ đệ nhất thần y. Được rồi, huynh chăm sóc cô ấy đi, ta đi đây.
Ta phải đi Thiên Sơn bắt băng tầm. Không từ biệt Giảng công tử được. Không nói nữa. Ta đi đây, hai người bảo trọng. Đúng rồi, cố gắng chăm sóc huynh ấy, đừng để người khác ức hiếp huynh ấy. Cái này không cần ngươi dặn. Đi nhanh đi. Thượng lộ bình an. Tiền bối. Tiền bối sao người ở đây? Giảng công tử, ta đã giúp ngươi làm xong. Vụ án của ta, ngươi tính sao đây? Ta đã điều tra vụ án Diệp Tiếu Tiếu năm đó, nhưng giờ ta cần nhiều manh mối hơn. Vậy ta có thể làm gì? Bởi vì tiền bối là nhân chứng lúc đó. Ngoài việc kể lại những việc đã chứng kiến, còn phải đưa ta đến tận nơi xem thử. Nơi xảy ra vụ án chính là Hắc Dụ Lĩnh, tiệm Hắc Dụ Nương Nương. Bà ấy là một trong những nhân chứng năm đó. Thế thì chúng ta sau khi đi Yên Châu sẽ đi Hắc Dụ Lĩnh. Được, bắt đầu từ hôm nay. Người đi đâu ta theo đó. Nhất định. Nhất định. Tiền bối, ta đi xem Triển cô nương sao đã. Đi đi, ta đi trước đây. Triển cô nương. Triển cô nương. Sao vậy? Không thấy Triển cô nương đâu. Triển cô nương. Triển cô nương hãy chờ ta. Triển cô nương hãy chờ ta. Triển cô nương. Hãy chờ ta. Triển cô nương, ta có điều cần nói. Triển cô nương, xin đừng đi như vậy. Giảng công tử, đã lâu không gặp. Cô đang bị thương. Cô lại muốn đi đâu? Lang bạc khắp nơi, bốn bể là nhà. Nếu đã thế, sao chúng ta không cùng đi? Đầu óc ta không được tốt, không biết chuyện giang hồ, chỉ biết giết người. Trong hai người chỉ cần một người đầu óc sáng suốt là được. Nếu cả hai đều sáng suốt thì sẽ rắc rối. Triển cô nương. Thật ra hôm ở Hàn Nguyệt Sơn Trang, ta đã muốn nói với cô, Giảng công tử. Huynh đã có người trong lòng rồi phải không? Có. Cô ấy đối với huynh ấy thế nào? Lúc ẩn lúc hiện, cô ấy không hiểu tâm ý của ta. Huynh dự định bày tỏ trước hay chờ cô ấy? Bày tỏ gì? Chỉ cần ngày ngày ở bên nhau, tất cả đều rõ rồi. Hãy đi cùng chúng ta. Huynh có người bằng hữu là thần y bên cạnh, ta đi theo có bất tiện không? Không sao, không bất tiện. Nếu chúng ta bị thương, huynh ấy còn có thể điều trị giúp. So với chữa bệnh, khai đao ta càng giỏi hơn. Sao huynh lại đến đây? Ta thấy cậu vội vàng chạy đi, ta lo cho sự an nguy của cậu nên theo đến. Cũng đã tối rồi, Giảng công tử, Triệu Ngã Hoàng đang chờ huynh. Ta biết rồi. Huynh dự định lúc nào đi Yên Châu? Ta chuẩn bị lên đường đây. Ta phải gấp rút đi Yên Châu, gặp Bạch Đại Hiệp. Được.